Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 185. Đại Thiên Thu biết những lời hoa hội trưởng nói thật ra là nói với hắn ta, nhưng trong lòng vẫn khinh thường. Tuy nhiên, công việc quan trọng, cũng không thể ký thác tất cả hy vọng vào người hậu cổ bình. Hắn ta lập tức gọi đến vài đệ tử mặc áo bào trắng, hạ xuống mấy mệnh lệnh, xem như tra thiếu bổ lậu, đề phòng vạn nhất. Tuy nhiên, khi đến căn biệt thự này, Đại Thiên Thu đã chuẩn bị xong 3 lớp lưới. Mặc kệ Hạ Thiên muốn lên trời hay xuống đất đều không có khả năng trốn thoát. Một bên khác, nam nhân tóc đỏ càng đánh càng hưng phấn, huyết khí trong lòng bàn tay cũng dày đặc nhiều hơn, uy lực nổ tung tất nhiên cũng càng mạnh. Đối diện ông ta là khói đặc cuồn cuộn, không nhìn thấy bất cứ người nào. Ngay cả khi có người, hơn phân nửa cũng khó thoát khỏi cái chết. Biệt thự cũng bị nổ thành từng cái hố sâu không thấy đáy. Ha ha, các ngươi tiếp tục tránh đi. Nam nhân tóc đỏ đã lâu rồi không có cảm giác tùy ý phóng túng. 60 năm trước, ông ta được trưởng môn tiền nhiệm phái Tuyết Sơn cứu về, nói là được mời lên núi làm khách khanh, thật ra chính là cấm túc đại luyện. Trong mấy năm qua, ông ta dần dần từ một ác ma giết người không tính toán trở thành một tên bệnh nhân tâm thần. Khó khăn lắm mới xuống núi được một lần, ông ta tất nhiên muốn phát tiết cho đủ. Đại Thiên Thu cũng không ngăn cản, dù sao hắn ta chỉ muốn mạng của Hạ Thiên, những chuyện khác, hắn ta không quan tâm. Đừng nói một căn biệt thự, cho dù lão điên tóc đỏ kia san bằng tất cả những ngọn núi tuyết ở đây, hắn ta cũng chẳng quan tâm. Này, hậu cổ bình, người phát tiết đủ chưa? Hoa hội trưởng lại nhìn không được, kết quả rốt cuộc như thế nào? Nếu đối diện không có ai, chẳng phải ngươi cứ đánh loạn vào hư không sao? Ngươi thì biết cái gì? Nam nhân tóc đỏ vẫn không ngừng oanh kích, chỉ cần thần trưởng của lão phu đánh ra một cái, lập tức có một bình chướng vô hình. Bất kỳ người nào cũng không phá được, chỉ cần trưởng lực không ngừng, bọn họ giống như bị từng ngọn núi đè lại, hoàn toàn không động đậy được, mặc cho ta oanh sát. Ta thấy ngươi đừng nên cao hứng quá sớm, nên kiểm tra lại thì tốt hơn. Hoa hội trưởng cũng không cao hứng bao nhiêu, bởi vì hắn ta nhớ đến chuyện của Bạch Thiên Tiếu trước đó, cũng cho rằng Hạ Thiên bị nổ chết, kết quả lại bị Hạ Thiên ám toán. Nam nhân tóc đỏ giận tím mặt, tóc dựng lên giống như gai nhọn, người đang hoài nghi thực lực của lão phu. Ngươi hãy ăn một trưởng của ta. Nói xong, không chờ hoa hội trưởng giải thích, một trưởng đã đập tới. Ngươi đây là, hả? Hoa hội trưởng vừa hé miệng. Bỗng dưng cảm thấy có một ngọn núi lớn đè xuống ngực, khiến cho hỏa khí của hắn ta trong nháy mắt bị nén lại, xương cốt toàn thân vang lên kèn kẹt, có thể bị đè nát bất cứ lúc nào. Phốc! Hoa hội trưởng đột nhiên phun ra một ngụm máu, vội lách mình tránh đi. Tiếp theo, chỗ mà hắn ta đứng vừa nãy bị đánh thành một cái hố to. Kinh khủng như vậy sao? Hoa hội trưởng không khỏi sợ hãi, cũng không dám xem thường nam nhân tóc đỏ nữa. Gương mặt nam nhân tóc đỏ quả nhiên hiện lên sự đắc ý, cười ha hả nói, bây giờ trưởng pháp lão phu đã thành, chỉ là chân khí chỉ bằng năm thành lúc trước. Nếu ta còn trẻ, bây giờ ngươi đã tan xương nát thịt rồi. Hoa hội trưởng lúng túng nói, quả nhiên là cao nhân, là ta mạo phạm, xin thứ lỗi. Hừ, tiểu tử ngươi hẳn nên cảm thấy may mắn. Nam nhân tóc đỏ thu lại trưởng thế, chỉ là huyết khí vẫn chưa tiêu tan, tâm trạng của lão phu đang tốt. Lười so đo với các ngươi. Đại Thiên Thu cười nói, hậu lão tất nhiên là cao thủ trong cao thủ. Nếu không, phái Tuyết Sơn ta làm sao mà bỏ ra nhiều tài nguyên để cung phụng chứ? Nam nhân tóc đỏ nghe xong, cảm thấy không được cao hứng cho lắm nhưng cũng không trực tiếp biểu hiện ra. Nam nhân che mặt có cảm giác không chân thật, chẳng lẽ Hạ Thiên cứ như vậy mà chết đi? Tiểu tử, ngươi cũng muốn thử uy lực xích huyết thần trưởng ta. Nam nhân tóc đỏ kiêu ngạo bước đến, dọa nam nhân che mặt phải khoát tay liên tục, ta không có ý đó. Hạ Thiên kia chỉ là biết chút y thuật, biết chút công phu, biết chút thân pháp mà thôi. Nam nhân tóc đỏ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục giả bộ, có gì đặc biệt hơn người đâu. Trước mặt thần trưởng của ta, hắn chẳng khác nào gà đất chó sành. Đừng nói là hắn, ngay cả sư tổ của hắn Vạn Quy Nhân ở đây cũng chính là một trưởng mất mạng. Ở Tuyết Thành, cũng chỉ có trưởng môn tiền nhiệm, còn có đại trưởng lão Tiết lão mới có thể khiến cho ta kính trọng ba phần. Những người khác thì dẹp đi. Nói xong, ông ta có chút khinh thường nhìn Đại Thiên Thu,
người nói thế nào cũng là đệ tử thân truyền của trưởng môn tiền nhiệm, tại sao lại yếu thành bộ dạng như thế? Loại phế vật này mà cũng cần ta ra mặt, ánh mắt các người bị làm sao thế? Nam nhân tóc đỏ bắt đầu bốc phét, kết quả, ông ta phát hiện những người kia nhìn ông ta bằng ánh mắt không ổn. Không hề có sợ hãi hay thán phục thần công cái thế của ông ta, cũng không lộ ra lòng kính sợ, mà là một sự nghi hoặc và sợ hãi. Tuy nhiên, ông ta rõ ràng cảm giác được, sự sợ hãi này không liên quan gì đến ông ta, mà là đến từ phía sau ông ta. Hả? Sau lưng? Ngươi nói ai là phế vật? Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên. Âm thanh này là... Hạ Thiên. Không thể nào. Trên thế giới này tuyệt đối không có ai có thể sống sót dưới thần trưởng của ông ta. Không có ai. Ta ngược lại muốn xem là ai đã giở trò trước mặt lão phu. Nam nhân tóc đỏ hừ lạnh một tiếng. Khi ông ta muốn quay đầu lại nhìn, đầu của ông ta bỗng nhiên rơi xuống đất. Tại sao lại? Nam nhân tóc đỏ còn chưa nói xong, người đã không còn khí tức. Tiếp theo, cơ thể của ông ta bỗng nhiên nổ tung, giống như pháo đốt nổ ầm ầm. Khi tiếng nổ ngừng lại, người đã không còn sót lại một chút cặn. Hạ Thiên, ngươi không khỏi quá mức ngoan độc. Đại Thiên Thu mở to đến rách cả mí mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Rất nhanh, hắn ta lấy lại tinh thần chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, giết người chẳng qua đầu chạm đất. Ngươi lại để hậu lão hài cốt không còn, ngươi quả thật không phải người. Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu, tên ngốc kia tự trúng chiêu của mình, liên quan gì đến ta? Chính là ngươi, Đại Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi mắng, nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn, làm sao hậu lão lại trúng chiêu của mình? Vậy theo ý của ngươi, chúng ta nên đứng yên tại chỗ, cái gì cũng không làm chờ cho ông ta giết. Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh một tiếng. Không khỏi châm chọc, tiêu chuẩn kép của ngươi tốt thật, đúng là đã từng đi học ở nước ngoài. Nếu chúng ta không tránh khỏi công kích của ông ta, hài cốt không còn chính là chúng ta. Khi đó ngươi có mắng ông ta không bằng heo chó hay không? Đại Thiên Thu hơi cảm thấy xấu hổ, thế thì không giống. Ta là đệ tử danh môn chính phái, làm sao có thể đánh đồng với đám tà môn ngoại đạo như các ngươi? Ý của ngươi là... Ngươi là danh môn chính phái thì có thể tùy tiện định người khác là tà môn ngoại đạo, có thể muốn làm gì thì làm. Gương mặt Ninh Nhụy Nhụy chỉ toàn là vẻ trào phúng, không khỏi cười nhạo, vậy thì đám danh môn chính phái các ngươi toàn là thứ bẩn thỉu, chỉ là tô nạm vàng ngọc bên ngoài còn bên trong thì giữa nát. Tiểu muội chân dài, nàng nói sai rồi. Hạ Thiên phủ định thuyết pháp của Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy bất mãn nói, ta nói sai chỗ nào? Bọn họ cũng không phải tô vàng nạm ngọc bên ngoài mà là người xấu thì tác quái nhiều. Hạ Thiên mỉm cười cải chính, nói thối giữa cũng không đủ chính xác, nhưng cũng không phải cầu thí. Ngươi, các ngươi dám sỉ nhục phái Tuyết Sơn chúng ta như thế. Đại Thiên Thu tức đến mức phổi muốn nổ tung, toàn thân kích động, thiếu chút nữa phun máu ra, phái Tuyết Sơn chúng ta tuyệt đối cùng với hai người các ngươi không chết không thôi. Chậc chậc chậc, Hạ Thiên lắc đầu. Khinh thường quay lại nói với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, nàng biết ta ghét nhất là loại người nào không? Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt, người mà ngươi ghét nhiều lắm, ta nào biết được ngươi ghét nhất loại nào? Ta ngược lại biết ngươi thích nhất loại nào? Ta ghét nhất chính là loại ngu ngốc. Hạ Thiên đưa tay chỉ vào Đại Thiên Thu. Ánh mắt xinh đẹp của Ninh Nhụy Nhụy khẽ đảo, đừng nói nhảm. Ngu ngốc thì ngu ngốc, còn có loại này loại kia nữa à? Đây không phải nói nhảm mà là nói thật. Hạ Thiên giải thích, tiểu muội chân dài, loại ngu ngốc này là vô dụng nhất, cũng làm cho người ta chán ghét nhất. Bản lãnh của mình chẳng ra làm sao nhưng lại cứ thích tỏ vẻ. Một khi tỏ vẻ thất bại, lại thích giấu mình vào bên trong một quần thể nào đó, bởi vì như thế hắn ta mới cảm thấy có chút an toàn. Bằng không, đoán chừng hắn ta ngay cả lời cũng không dám nói. Ngươi đánh giám, Đại Thiên Thu một lần nữa bị Hạ Thiên sỉ nhục. Hắn ta chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, ngươi sỉ nhục ta liên tiếp như thế, ngươi cho rằng phái Tuyết Sơn chúng ta dễ khi dễ đúng không? Hạ Thiên mỉm cười nói với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, nàng có nghe không? Tên ngốc đó mở miệng ngậm miệng đều là phái Tuyết Sơn, giống như hắn ta mới là trưởng môn phái Tuyết Sơn vậy, đúng là cười chết người. Ta biết ngươi có ý gì? Ninh Nhụy Nhụy thoáng suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra Hạ Thiên muốn biểu đạt cái gì. Nàng liền nói với Đại Thiên Thu, Hạ Thiên nói quá đúng, có một số tên ngốc biết mình rất yếu,
cho nên chỉ có thể khóa mình lại với một quần thể nào đó, khi đó hắn ta mới dám lên tiếng nói chuyện. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Đại Thiên Thu đích thật nghe không hiểu, chỉ là tình huống trước mắt, nếu hắn ta ứng đối không nhanh, hắn ta rất có thể sẽ bị lật xe. Khi nói chuyện, hắn ta lặng lẽ ném ánh mắt với Hoa hội trưởng, nói khẽ, không phải ngươi nói muốn cùng ta rảo sát Hạ Thiên sao? Lát nữa ngươi nghe hiệu lệnh của ta, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, dốc hết toàn lực. Chỉ có giết chết Hạ Thiên, chúng ta mới có hy vọng sống. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Hoa hội trưởng nghiêm túc gật đầu, cũng không lên tiếng nói chuyện. Ngươi chỉ có thể đại diện cho chính ngươi, đừng cứ phái Tuyết Sơn mãi. Hạ Thiên nói, nếu ngươi thật sự có thể đại diện cho phái Tuyết Sơn, vậy cũng tốt. Lát nữa, sau khi xử lý các ngươi xong, ta sẽ đến phái Tuyết Sơn diệt sạch luôn. Khẩu khí lớn thật, Đại Thiên Thu bị lời nói của Hạ Thiên làm cho bật cười, ngươi đừng tưởng rằng chiếm được tiện nghi chút xíu ở chỗ của ta thì đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Phái Tuyết Sơn chúng ta là cổ phái ngàn năm, truyền thừa đến nay đã có biết bao cao thủ tuyệt thế, đừng nói đến còn có mấy vị trưởng môn là tu tiên giả đỉnh tiêm, còn có. Được rồi, nổ xong chưa? Hạ Thiên móc móc lỗ tai, ngươi nói những lời này thì có liên quan gì đến ngươi? Hơn nữa, trong mắt ta, tất cả cũng chỉ là phế vật mà thôi, có gì đáng phải lấy ra nói chứ? Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi khinh thường quá đáng. Ánh mắt Đại Thiên Thu như muốn lồi ra, răng nghiến kèn kẹt, phun ra từng chữ qua kẽ răng, những khách khanh khác, còn có toàn bộ võ tông đường, tất cả lên hết cho ta, giết chết Hạ Thiên. Khi hô lên, hắn ta liếc nhìn Hoa hội trưởng. Giết, Hoa hội trưởng ngầm hiểu, lập tức móc ra nhuyễn kiếm bên hông đâm ra ngoài. Hạ Thiên cực kỳ thất vọng, tất cả đều là cặn bã, ngay cả một người có thể chơi với ta cũng không có, đúng là không có ý nghĩa. Vậy thì giao lại toàn bộ cho ta giải quyết đi, Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói. Hạ Thiên cười hỏi, tiểu muội chân dài, nàng khẳng định. Ninh Nhụy Nhụy nghiêm túc nói, nếu ngươi đã chướng mắt những người này, chỉ bằng nhường cho ta luyện tay một chút. Ta không thể nào cứ ỷ lại ngươi bảo vệ mãi, ta cũng phải có lúc trưởng thành chứ. Hơn nữa, Cửu tỷ tỷ đã nói rồi, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể trưởng thành. Cửu nha đầu nói sai rồi. Hạ Thiên lắc đầu, tiểu muội chân dài, thật ra trưởng thành nhanh nhất chính là song tu với ta. Băng hỏa linh thể của ta phối hợp với nghịch thiên bát châm, nhất định có thể tăng nàng lên kim đan kỳ. Hơn nữa, nghịch thiên bát châm của ta cũng có thể nhanh chóng phát triển. Đến lúc đó, chúng ta hỗ trợ, xúc tiến lẫn nhau. Ta khôi phục lại đệ ngũ châm, thậm chí đệ lục châm cũng không chừng. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Nhụy Nhụy đỏ bừng, xấu hổ trừng mắt với Hạ Thiên, ta tin cái đầu ngươi đấy. Ngươi chỉ thèm cơ thể của ta mà thôi, ngươi thấp hèn quá. Này, ta nói đều là thật. Hạ Thiên nghiêm túc nói, tiểu muội chân dài, nàng nên tin tưởng ta. Ninh Nhụy Nhụy nhìn ánh mắt của Hạ Thiên, rất sáng, một chút ý vị hèn mọn cũng không có, nhất thời không khỏi sửng sốt. Nàng nhớ lại lịch sử hậu cung Hạ Thiên là A Cửu và Y Tiểu Âm, hình như có chuyện như vậy. Chỉ khi nào ta khôi phục được đệ thất châm, ta mới có thể nghĩ cách đột phá nghịch thiên đệ bát châm. Hạ Thiên nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy có vẻ dao động, lập tức rèn sắt như còn nóng, tiểu muội chân dài, ta xưa nay không có nói dối. Điều này nàng cũng biết mà. Thật ra, trái đất và Tiên Vân Đại Lục đều không an toàn, vẫn luôn bị liên minh tu tiên nhìn ngó. Khi bọn họ phái người đến, thực lực của ta không đủ, làm sao bảo vệ mọi người? Ninh Nhụy Nhụy do dự nói, tại sao ta luôn cảm thấy ngươi đang gạt ta? Làm gì có chuyện đó? Hạ Thiên cười nói, tiểu muội chân dài, ta nghiêm túc đấy, lừa ai cũng không có khả năng lừa nàng. Nàng hẳn cũng đã nghe qua từ chỗ Cửu nha đầu và vợ y, cho nên, chúng ta song tu chỉ là chuyện lửa xém lông mày. Chỉ là ta không muốn đặt trách nhiệm nặng nề như vậy lên người nàng. Thành ra, ta không hề ép buộc nàng. Nhưng mà gần đây ta mơ hồ cảm giác được sẽ có sự thay đổi không tốt, cho nên. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Đại Thiên Thu và một đám đệ tử võ tông đường đã giết đến gần. Một đôi cẩu nam nữ, sắp chết đến nơi mà còn ở đây nói mấy chuyện bẩn thỉu không chịu được. Đại Thiên Thu tay cầm trường kiếm, biểu hiệu vô cùng chán ghét và phẫn nộ. Bây giờ ta sẽ giết chết các ngươi cứ đến địa phủ làm quỷ uyên ương đi. Ninh Nhụy Nhụy lập tức lấy lại tinh thần,
không còn tâm trạng nghe Hạ Thiên nói những lời đó, tiện tay lấy ra Lưu Vân Thiết Nhận, trước đó, cửu tỷ tỷ đã dạy ta mấy phương pháp sử dụng. Hôm nay vừa lúc ta bắt các ngươi thử một lần. Ha ha, ngươi cho rằng lấy sát hoàn làm ám khí thì có thể ngăn cản trường hồng kiếm của ta sao? Đại Thiên Thu thấy Ninh Nhụy Nhụy bóp một viên thuốc trong lòng bàn tay, không thể nhịn được cười, đúng là buồn cười, vậy bổn đường chủ một kiếm tiễn ngươi về Tây Thiên. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, thiếu kiến thức thì cũng đừng mở miệng. Vừa nói ra là biết ngươi vô tri, đây là kiếm hoàn đó, đồ ngu ngốc. Buồn cười, Đại Thiên Thu một kiếm bổ về phía đỉnh đầu Ninh Nhụy Nhụy, thuật kiếm hoàn đã sớm thất truyền từ cuối đời Đường. Cho dù thời Hán Đường, nó cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có ai nhìn thấy qua vật thật. Các ngươi quả nhiên là hạng người dở trò dối trá. Hãy ăn của ta một chiêu trường hồng quán nhật. Uy một kiếm, hàn khí bức người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giống như hàng ngàn ngọn núi tuyết mênh mông đổ ập xuống. Vậy ta sẽ để cho ngươi mở mang tầm mắt một chút. Ninh Nhụy Nhụy không hề sợ hãi, đan điền dâng lên linh khí, lập tức rót vào trong thiết nhận. Bù! Chỉ nghe một tiếng cực kỳ nhỏ vang lên, một luồng ánh sáng trắng nhanh chóng mở rộng đến phạm vi mấy trăm mét. Tốc độ cực nhanh nhưng quá trình lại phiêu giật, giống như một đám mây từ trên bầu trời bay xuống. Đại Thiên Thu thật ra đã có chút sợ hãi nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, hắn ta phát hiện mình lông tóc không thương, không khỏi quát lạnh, cổ lộng huyền hư, đi chết đi. Trường kiếm chém xuống đầu Ninh Nhụy Nhụy. Một kiếm này, uy lực cực lớn. Đại Thiên Thu vẫn có chút tự tin đối với sức mạnh của mình. Chỉ cần chém chúng, cho dù là kim cương, hắn ta cũng tự nhận mình có thể chém thành hai nửa. Đáng tiếc, sự thật lại nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Ninh Nhụy Nhụy cũng không bị cắt thành hai nửa. Bị cắt thành hai nửa là kiếm của hắn ta. Trường Hồng Quán Nhật lại bị một đám mây chặt đứt. Đồng thời bị chém đứt còn có chính hắn ta, cùng với đám đệ tử áo bào trắng đang xông tới cùng với hắn ta. Cái này, Đại Thiên Thu cảm giác linh khí, sinh cơ trong cơ thể mình đã bị một kiếm này cắt đứt, chỉ là sâu trong nội tâm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Tại sao kiếm hoàn lại có thể tồn tại? Tuy nhiên, cơn đau kịch liệt truyền đến từ ngực đã nói cho hắn ta biết điều này vô cùng chân thực. Đây nhất định không phải kiếm hoàn bình thường, bởi vì thân kiếm nhẹ vô cùng. Khi bắn ra, âm thanh rất nhỏ, khiến cho hắn ta không hề chú ý. Hắn ta còn tưởng rằng mình nghe nhầm, hoặc nói chỉ đó là phong thanh. Một chút sơ sẩy lại làm cho hắn ta hủy đi mạng sống của mình. Hắn ta rất không cam tâm, cảm thấy nếu Ninh Nhụy Nhụy không có loại thần binh lợi khí đó, hoặc hắn ta tỉnh táo một chút, dựa vào thực lực của hắn ta tuyệt đối có thể tránh được một kiếm này. Đáng tiếc là, hiện thực không có nếu như, càng không cho hắn ta cơ hội hối hận. Mang theo chấn kinh, hối hận, nổi giận, đủ loại cảm xúc, Đại Thiên Thu ngã xuống đất. Đám đệ tử mặc áo bào trắng sau lưng cũng vậy, chỉ là bọn họ không mất mạng. Ninh Nhụy Nhụy vẫn hạ thủ lưu tình, để bọn họ cảm nhận được sự sợ hãi khi bị giết. Vừa rồi, Hoa hội trưởng và nam nhân che mặt kêu to xông đến, nhưng bọn họ chẳng những không tiến mà còn lùi, ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Hành động này đã cứu mạng hai người bọn họ. Nhưng sự sợ hãi trong lòng bọn họ cũng không ít hơn đám người Đại Thiên Thu bao nhiêu, trong mắt sắp sửa rơi ra khỏi hốc mắt. Thế gian thật sự có thần binh lợi khí như vậy sao? Hoa hội trưởng mắt thấy Ninh Nhụy Nhụy tùy ý thu Lưu Vân Thiết Nhận trở về, biến thành một viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay, cả kinh đến mức cằm cũng không khép lại được. Nam nhân che mặt bị dọa đến sợ vỡ mật, nhỏ giọng nói, hội trưởng, chúng ta nên từ bỏ đi. Hai người bọn họ hoàn toàn không phải người, làm sao chúng ta có thể địch nổi. Ngươi nói đúng. Hoa hội trưởng bỗng nhiên vọt thẳng đến trước Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên, quỳ xuống, Tuyết Thành Hoa Gia Hoa Vạn Tử trước đó đã có nhiều đắc tội với Hạ Thần Y và Ninh Tiểu Thư, ta xin bồi tội với hai người ở đây. Nam nhân che mặt do dự một chút cũng quỳ xuống, Tuyết Thành Phong Gia Phong Đình Sơn có nhiều đắc tội, mong hai người bỏ qua. Bây giờ các ngươi đã biết sợ rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, sao các ngươi không đi sớm hơn? Các ngươi tưởng rằng quỳ xuống cầu xin tha thứ ta sẽ tha cho các ngươi sao? Hoa hội trưởng và nam nhân che mặt đúng là có suy nghĩ này. Bọn họ tự xưng là nhân vật có máu mặt trong Tuyết Thành, bây giờ đã hạ tư thái xuống mức thấp nhất,
Hạ Thiên nói như thế nào cũng cân nhắc tha cho bọn họ một lần mới đúng. Đáng tiếc, bọn họ đã nghĩ sai. Hạ Thiên trước giờ chưa hề ra bài theo sáo lộ, càng không theo sáo lộ của người khác. Ta dường như chưa hề trêu chọc các ngươi, là các ngươi đến gây sự với ta trước, đúng không? Hạ Thiên mỉm cười nói với Hoa hội trưởng, vậy ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ tha cho các ngươi? Hoa hội trưởng liếm môi, nhanh chóng suy nghĩ từ ngữ, chuyện này chúng ta không đúng, là chúng ta có mắt mà không biết Thái Sơn, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cứ tưởng rằng hạ thần y đến đoạt vật kia của chúng ta. Cho nên chúng ta mới khẩn trương như vậy, đến mức làm ra quyết định ngu xuẩn. Chúng ta nguyện ý bồi thường mọi tổn thất cho hạ thần y. Từ nay về sau, Tuyết Điếu hội chúng ta sẽ bái phục dưới chân của ngươi, tạo điều kiện cho ngươi tùy ý làm gì thì làm. Chẳng hứng thú. Hạ Thiên nói, ta chẳng muốn làm gì một đám ngu ngốc cả. Sắc mặt Hoa hội trưởng hơi thay đổi một chút nhưng vẫn cố nén sự tức giận trong lòng, chuyện lúc trước là do Bạch Thiên Tiếu và Mã Hiểu Thần tự tác chủ trương, chúng ta không hề đồng ý. Chúng ta cũng không có thù oán gì với nhau trước đây. Bây giờ chúng ta cũng đã quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng không có thâm cừu đại hận gì không thể hóa giải, cho nên cũng không cần thiết phải cá chết lưới rách. Hạ Thiên mỉm cười hỏi lại, ngươi cũng xứng cá chết lưới rách với ta. Nam nhân che mặt tức đến mức đáp lại một câu, Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thật sự sợ ngươi. Chúng ta chẳng qua cảm thấy tiếp tục đánh nhau không có chút ý nghĩa nào mà thôi. Tính toán các ngươi là Bạch Thiên Tiếu, còn có Mã Hiểu Thần. Bây giờ bọn họ đã chết rồi, chúng ta cũng đã quỳ xuống xin lỗi ngươi, ngươi muốn bồi thường cái gì, chúng ta tuyệt không trả giá, các ngươi còn muốn như thế nào nữa. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, các ngươi luôn tự cho mình là đúng, khi muốn giết ai thì phái người đi giết. Phát hiện giết không được thì quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng Hạ Thiên nói không có sai, chúng ta dựa vào cái gì mà tha cho các ngươi, hoặc các ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng các ngươi chỉ yêu cầu buông tha thì chúng ta sẽ buông tha cho các ngươi. Vậy hai ngươi muốn thế nào? Dù sao nam nhân che mặt cũng là trưởng tử Phong Gia Tuyết Thành, từ trước đến nay hoành hành đã quen. Lần này, hắn ta bị ép đến mức không thể không tức giận, cho dù giết chúng ta, các ngươi có thể được cái gì? Cũng chỉ nhận được cừu hận của Phong Gia và Hoa Gia. Đó không phải là kết quả mà các ngươi mong muốn. Hạ Thiên hờ hững hỏi lại, tại sao lại không? Ninh Nhụy Nhụy cũng nói, nếu bây giờ chúng ta tiêu diệt Hoa Gia và Phong Gia các ngươi, sau đó nói lời xin lỗi các ngươi, bảo các ngươi đừng so đo, các ngươi có đồng ý không? Ngươi! Nam nhân che mặt tức đến phát nghẹn. Hoa hội trưởng phát hiện bầu không khí quá căng thẳng, vội chịu thua lần nữa, nếu như nhất định phải giết chúng ta mới có thể lắng lại phẫn nộ của các ngươi, vậy thì giết ta đi. Dù sao thần hỏa đạn và vân lôi là Mã Hiểu Thần dùng lệnh bài của ta mang đến, ta đồng ý lấy cái chết đền tội. Nhưng những việc này không liên quan đến Hoa gia, xin các ngươi thủ hạ lưu tình. Giết ta đi. Nam nhân che mặt cũng không thèm đếm xỉa, việc này không hề liên quan đến Phong gia. Hạ Thiên nói, các ngươi đừng tưởng rằng cướp chết thì có thể miễn tử. Hai người kia có cái gì đó là lạ. Ninh Nhụy Nhụy bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, hai người bọn họ dường như đang bảo vệ cho thứ gì đó. Không cần dường như mà là chính xác. Hạ Thiên khinh thường nói bọn họ ngu ngốc là biểu dương bọn họ rồi. Kỹ năng diễn xuất phụng về như vậy cũng dám khoe khoang trước mặt chúng ta, ngươi cho rằng ta cũng ngốc giống như các ngươi sao? Hoa hội trưởng nghe Hạ Thiên nói, sắc mặt trắng bệch, cơ thể run lên nhẹ nhẹ. Vậy rốt cuộc các ngươi muốn thế nào? Nam nhân che mặt có chút không chịu nổi, đứng phát dậy, muốn giết thì cứ giết, ngươi nhất định phải làm nhục chúng ta như vậy sao? Hạ Thiên mỉm cười nói, được, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nam nhân che mặt ngẩn ra, há miệng hỏi, sao, ý của ngươi là, a? Bành! Lời còn chưa nói hết, nam nhân che mặt đã chịu một cước, cả người giống như quả pháo bay ra ngoài, đâm vào ngọn núi đối diện. Hoa hội trưởng nhìn thấy, toàn thân sủi lơ trên mặt đất, vội vàng cầu xin, đừng giết ta còn hữu dụng, ta còn hữu dụng đối với các ngươi. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một số bí mật liên quan đến phái Tuyết Sơn. Đến Bạch Gia, còn có các gia tộc khác. Ngươi cảm thấy ta sẽ hứng thú với những chuyện này sao? Nói xong, Hạ Thiên vỗ xuống đầu của hắn ta. Vậy, ta sẽ đem tất cả tiền tài của Tuyết Điếu hội, còn có tài sản,
nhân mã cá nhân ta đưa hết cho các ngươi. Trong mắt Hoa hội trưởng đảo liên tục, càng không ngừng suy nghĩ mình có thể mang ra những vật gì khiến Hạ Thiên cảm thấy hứng thú. Đúng, đúng, ta còn có mỹ nữ. Em gái, cô của ta đều là đại mỹ nữ. Trong Tuyết Điếu hội cũng có tuyệt thế mỹ nữ, ví dụ như Tô Mộng A. Lúc này, bỗng nhiên có một thanh kiếm xuyên thấu ngực của hắn ta, cắt ngang lời nói của hắn ta. Hoa hội trưởng quay đầu lại, phát hiện người đâm hắn ta chính là Tô Mộng Lệ. Hắn ta mở to mắt chỉ tay về phía nàng ta, ngươi. Diện mạo này của ngươi chỉ khiến người ta buồn nôn, ngươi nên chết được rồi. Tô Mộng Lệ tra kiếm vào vỏ, gương mặt chán ghét nói, vốn ta cho ngươi cũng là một nhân vật. Bây giờ, đến ngươi cũng là phế vật. Thanh Hồ Lô kiếm tiên. Ngươi, ngươi, ta biết ngươi là, Hoa hội trưởng một tay ôm ngực, một tay chỉ vào Tô Mộng Lệ, cố gắng nói ra từ trong miệng, chỉ là hơi bị phí sức thiên, không, trong hồ có A. Vừa mới bắt đầu, Hoa hội trưởng thấy nói không xong, lập tức nói sang chuyện khác. Đáng tiếc cũng chỉ nói được câu đầu, rốt cuộc chịu không nổi ngã ầm xuống đất, không còn hơi thở. Ngươi giết hắn ta làm gì? Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mộng Lệ, có phải ngươi sợ hắn ta nói ra bí mật không thể cho ai biết? Tô Mộng Lệ cười nói, ta có thể có bí mật gì chứ? Chẳng qua ta cảm thấy hắn ta rất đáng ghét mà thôi. Không đúng, ngươi nhất định có vấn đề. Ninh Nhụy Nhụy nhìn chằm chằm Tô Mộng Lệ, người giống như ngươi, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, nhất định là có mục đích. Tô Mộng Lệ có chút khiêu khích nhìn Ninh Nhụy Nhụy, đương nhiên là có. Nhưng tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Vậy để ta tự mình đi hỏi. Ninh Nhụy Nhụy siết chặt kiếm hoàn trong tay, lập tức rót linh khí vào, chỉ thấy kiếm hoàn lập tức bắn ra. Thôi đi. Tô Mộng Lệ lắc đầu, khoát tay bóp lại đầu Vân Nhận, nhẹ nhàng đẩy trở về, Lưu Vân Thiết Nhận cũng không phải dùng như thế. Tiểu muội muội nên dành thời gian câu thông với nó, đạt đến tình trạng có thể nói chuyện với nó thì đúng hơn. Chỉ thấy Vân Nhận tự động biến trở về thành kiếm hoàn, lặng yên nằm trong lòng bàn tay Ninh Nhụy Nhụy. Mặc cho Ninh Nhụy Nhụy rót vào bao nhiêu linh khí nó cũng không nhúc nhích. Rốt cuộc ngươi là ai? Biểu hiện Ninh Nhụy Nhụy nghiêm túc hẳn lên, Lưu Vân Thiết Nhận là do các đạo nhân bên trong bí cảnh quy khư tặng cho nàng. Người bình thường hoàn toàn không biết lai lịch của nó chứ đừng nói đến việc sử dụng nó. Tô Mộng Lệ cười nói, tóm lại không phải địch là được. Ai biết ngươi có phải địch hay không? Ninh Nhụy Nhụy vẫn không cách nào tin tưởng nữ nhân này. Hạ Thiên nói với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, nàng không cần phải tức giận với nàng ta. Nàng ta đích thật không phải địch, nhưng nếu nàng không thích, ta sẽ giúp nàng đánh nàng ta. Không cần ngươi giúp, khi nào cần đánh, tự ta sẽ ra tay. Ninh Nhụy Nhụy hiểu ý của Hạ Thiên, đơn giản chính là bây giờ nàng còn chưa phải là đối thủ của nữ nhân này. Ninh Nhụy Nhụy không phải người ngu, biết rõ mình không phải là đối thủ mà còn đánh. Dù sao thời gian vẫn còn dài, nàng cho rằng chỉ cần dựa vào sự cố gắng của bản thân và thiên phú, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nàng mạnh hơn Tô Mộng Lệ. Hạ Thiên, ta vốn phụng mệnh lệnh cung chủ ẩn núp Tuyết Điếu hội nhằm lấy đi một vật. Ánh mắt Tô Mộng Lệ chuyển hướng sang Hạ Thiên, có chút oán trách, bây giờ, người đã bị ngươi giết, ta không thể lấy được vật kia. Ngươi có nên bồi thường lại cho ta hay không? Hạ Thiên nói, liên quan gì đến ta? Này, ngươi đừng vô tình như vậy, tốt xấu gì ta cũng đã giúp ngươi mấy lần. Tô Mộng Lệ bắt đầu làm núng, Hạ Thiên ca ca, ngươi giúp người ta một chút đi. Ninh Nhụy Nhụy ở bên cạnh nghe đến nổi da gà, bĩu môi phun ra hai chữ, buồn nôn. Nếu ngươi có thể giúp ta, ta có thể nói cho ngươi nghe một tin tức. Tô Mộng Lệ hoàn toàn không thèm để ý đến Ninh Nhụy Nhụy, vẫn làm nũng với Hạ Thiên như cũ, người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với tin tức này. Hạ Thiên nói, người nói ra tin tức trước đi, nếu không hứng thú, ta sẽ đánh ngươi một trận. Tô Mộng Lệ mỉm cười, chậm rãi nói, người đúng là một tên nam nhân cặn bã, trước kia người đối với người ta cũng không phải như thế. Nói đi, nếu không, ta đánh ngươi ngay bây giờ. Hạ Thiên khó chịu nói. Được rồi, ta không giỡn nữa. Tô Mộng Lệ khôi phục lại bình thường, xích lại gần bên tai Hạ Thiên, nhẹ giọng nói, Hạ thần y thân yêu, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn chưa phát hiện không thấy vợ tiểu tiểu dương của ngươi đâu sao?
Ngay cả khí tức của nàng ấy cũng không cảm nhận được. Sắc mặt Hạ Thiên lạnh lại, nhìn chằm chằm Tô Mộng Lệ, ngươi muốn chết. Ai cha, không phải ta làm, ngươi trừng mắt với ta làm gì? Tô Mộng Lệ làm ra vẻ sợ hãi, run lẩy bẩy nói, ta cũng chỉ nghe người ta nói sáng nay mà thôi, có hai nữ nhân câu cá bên hồ Thấm Nguyệt, sau đó thì mất tích. Ta đã đi điều tra, hẳn là Dương San và người bạn của nàng ấy Hàn Nhạc Hân. Ngươi đừng im không được nhúc nhích, chờ đó cho ta. Hạ Thiên cảm nhận khí tức của Dương San, đúng là không có bất kỳ đáp lại nào. Thân hình của hắn lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi Tuyết Thành chạy đến Thanh Phong Sơn. Quả nhiên, Thanh Phong Sơn không có bóng dáng của Dương San. Hắn vòng về Giang Hải, quét một vòng, trực tiếp đến tập đoàn Thần Y. A, à, Tô Bối Bối đang vừa tắm vừa hát, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị đẩy ra một cách thô bạo, dọa nàng nhảy dựng một cái. Sau khi nhìn thấy người đến là Hạ Thiên, nàng không khỏi nổi trận lôi đình. Ra ngoài, mau đi ra, cái đồ lưu manh. Tô Bối Bối ôm chặt cơ thể, che lại phần lớn xuân quang, quát lớn với Hạ Thiên, nếu ngươi còn không ra ngoài, ta nói ngươi phi lễ đấy. Hạ Thiên nghiêm túc hỏi, bối nha đầu, nàng có thấy vợ tiểu tiểu Dương đâu không? Ai? Tô Bối Bối bắt đầu tiến hành chuyển đổi xưng hô, nửa giây sau mới nhận ra vợ tiểu tiểu Dương chính là chỉ Dương San, không khỏi tức giận, cái này phải hỏi ngươi chứ. Không phải các ngươi đến Tuyết Thành tận hưởng thế giới của hai người sao? Dường như không thấy vợ tiểu tiểu Dương đâu. Hạ Thiên cau mày, Tuyết Thành không thấy, Thanh Phong Sơn cũng không có, Giang Hải cũng không luôn. Tô Bối Bối nhịn không được liếc mắt, ngươi đúng là ngốc. Tại sao ngươi lại không gọi điện thoại cho nàng ấy? Cũng đúng. Hạ Thiên là quan tâm quá sẽ bị loạn, rất nhanh hắn đã ổn định lại, lấy điện thoại gọi cho Dương San. Alo. Phía đối diện có người tiếp máy. Ông xã. Quả nhiên là giọng của Dương San, chàng tìm ta có việc gì không? Hạ Thiên hỏi, vợ tiểu tiểu Dương, nàng đang ở đâu? Ta. Dương San sửng sốt, sau đó đáp, ta đang ở Tuyết Thành, câu cá bên hồ Thấm Nguyệt, chàng muốn đến sao? Nàng đang ở Tuyết Thành. Lông mày Hạ Thiên lại cau chặt, bởi vì vừa rồi hắn đã dùng linh thức lục soát Tuyết Thành, nhưng không tìm được khí tức của Dương San. Gặp quỷ rồi. Hạ Thiên hiểu rất rõ bản lãnh của mình, chỉ cần người còn, hắn không có khả năng không tìm được. Tuy nhiên, Dương San tuyệt đối không thể nào nói dối hắn. Vấn đề đã xuất hiện, nhưng rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Ông xã, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương San phát hiện Hạ Thiên không được tập trung, không khỏi khẩn trương lên. Hạ Thiên nói, không sao, chỉ là ta nhớ nàng. Vậy thì chàng đến chỗ ta đi. Dương San mỉm cười nói, ta và Hân Hân đang ở bên trong một cái đình trên sườn núi phía trái hồ Thấm Nguyệt. Cá ở đây rất đặc biệt, vừa mềm lại nhẹ, chính giữa còn có một sợi kim tuyến. Nghe dân bản địa nói, loại cá này rất hiếm, mấy chục năm chưa chắc có thể câu được một con. Nếu ăn vào có thể trường sinh bất lão. Người dân bản địa đó có phải đang ở bên cạnh nàng hay không? Hạ Thiên đột nhiên hỏi một vấn đề chẳng liên quan gì cả. Dương San trả lời, đúng vậy, dì ấy đang giúp chúng ta làm mồi câu. Nàng bảo bà ta nghe điện thoại đi. Hạ Thiên nói, mặc dù Dương San có chút khó hiểu nhưng nàng vẫn làm theo, đưa điện thoại di động ra ngoài, dì ơi, ông xã của ta muốn nói chuyện với ngươi. Ơ, hắn tìm ta làm gì? Từ đằng xa vang lên một giọng nói xa lạ, ta không quen chồng của ngươi. Dương San mỉm cười giải thích, chắc là hắn có việc gì muốn hỏi ngươi. Nói không chừng lát nữa hắn sẽ đến. Cho nên, hắn muốn hỏi ý kiến của ngươi một chút. Vậy à, vậy thì để ta nghe thử xem. Nữ nhân xa lạ kia tiếp nhận điện thoại, lên tiếng nói alo, chào ngươi. Hạ Thiên cũng lười vòng vo, hỏi thẳng, ngươi là ai? Sao, ta à? Nữ nhân xa lạ sửng sốt một chút, sau đó trả lời, ta là cư dân sống gần hồ Thấm Nguyệt. Ta thấy hai tiểu cô nương này câu cá ở đây. Ta đến giúp hai người bọn họ làm mồi câu. Ngươi đừng có nói nhiều, nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, nếu ngươi muốn tìm ta, ngươi có thể trực tiếp đến gặp, không cần phải đi vòng vo. Dám bắt nữ nhân của ta để uy hiếp ta, kết cục của ngươi chỉ có một con đường chết.
Nữ nhân xa lạ kia cũng không cao hứng cho lắm, ta không biết ngươi đang nói cái gì, đúng là khó hiểu. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, Hạ Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi có bệnh đúng không? Nữ nhân xa lạ kia đưa điện thoại cho Dương San, còn nói một câu, đầu óc chồng của ngươi có bệnh nặng, nói chuyện khó hiểu, còn rủa ta chết. Dương San ngẩn ra, sau đó nhận điện thoại, lo lắng hỏi, ông xã, chuyện gì vậy? Vợ Tiểu Tiểu Dương, nàng tránh xa nữ nhân kia một chút. Ta lập tức đến tìm nàng ngay. Giọng nói của Hạ Thiên không hề có gì là đùa giỡn, vô cùng nghiêm túc, mặc kệ bà ta nói cái gì, nàng cũng đừng tin. À, được, ta ở đây chờ chàng. Dương San cũng không lắm miệng hỏi vì sao, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng cũng đều lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Hạ Thiên cúp điện thoại, biểu hiện vẫn ngưng trọng như cũ. Tô Bối Bối rất ít khi nhìn thấy Hạ Thiên có vẻ mặt như thế. Trước kia, mặc kệ xuất hiện chuyện gì, Hạ Thiên đều cười hì hì hoặc trạng thái uể oải. Mặc dù rất đáng đánh nhưng lại khiến người ta yên tâm. Xảy ra chuyện gì thế? Tô Bối Bối hơi nghiêng người về phía trước, xích lại gần Hạ Thiên, có chút lo lắng hỏi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm Tô Bối Bối, vẫn còn lớn. Lớn, cái gì lớn? Tô Bối Bối sửng sốt, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cúi đầu xuống, đột nhiên phát hiện nàng đã xuân quang đại lộ, không khỏi cả kinh trầm mình xuống nước ngươi, đại sắc lang, đồ lưu manh. Bối nha đầu, đây là nàng xích lại gần ta đấy nhé. Hạ Thiên cười nói. Tô Bối Bối tiện tay quơ lấy một vật ném tới, ngươi biến cho ta. Hạ Thiên lách mình rời đi, quay trở về Tuyết Thành. Ninh Nhụy Nhụy và Tô Mộng Lệ vẫn còn ở yên tại chỗ. Sau khi hắn quay về, hai người đều cảm nhận được một bầu không khí không bình thường. Có chuyện gì xảy ra thế? Ninh Nhụy Nhụy hỏi Hạ Thiên, thật sự không tìm được Dương San sao? Hạ Thiên đáp, ta hoàn toàn không tìm được khí tức của nàng ấy ở Tuyết Thành. Sau đó, ta đến Thanh Phong Sơn và Giang Hải tìm một vòng, cũng không có tung tích của nàng ấy. Đương nhiên rồi, người đã mất tích mà, Tô Mộng Lệ nói. Hạ Thiên nói tiếp, vừa rồi ta gọi điện thoại, vợ Tiểu Tiểu Dương nói nàng ấy đang ở Tả Ngạn Hồ Thấm Nguyệt câu cá, còn có một bác gái nào đó giúp bọn họ làm mồi câu. Không thể nào. Tô Mộng Lệ lắc đầu, Tả Ngạn Hồ Thấm Nguyệt là một sườn đồi, làm sao có thể có người, chứ đừng nói chi câu cá. Đến đó chẳng phải sẽ biết sao, Ninh Nhụy Nhụy đề nghị. Hạ Thiên gật đầu, một tay ôm lấy eo Ninh Nhụy Nhụy, sau đó lóe lên, lập tức đến bên Hồ Thấm Nguyệt. Hồ Thấm Nguyệt nằm giữa hai ngọn núi tuyết, vị trí tương đối hẻo lánh. Hồ có hình dài hẹp, giống như hình trăng non lưỡi liềm. Bởi vì nước hồ thẩm thấu từ dưới lòng đất lên, cho nên nó mới có tên là Hồ Thấm Nguyệt. Cái gọi là Tả Ngạn, thật ra chính là đứng trong hồ, thuận theo nước hồ lưu động, bên tay trái chính là Tả Ngạn. Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đến Tả Ngạn Hồ Thấm Nguyệt, phát hiện ở đó có một tảng đá rất lớn. Đằng sau tảng đá chính là một vách núi sâu không thấy đáy, nước hồ chảy đến đây thì bị ngăn lại, sau đó chảy trở về. Nếu đứng trên tảng đá bên kia, đúng là có thể câu cá. Ninh Nhụy Nhụy đứng bên trên tảng đá, gần như thu hết toàn bộ Hồ Thấm Nguyệt vào mắt. Trong tầm mắt của nàng không hề có bóng dáng Dương San, thậm chí cũng không có một ai. Hạ Thiên dạo quanh hồ nước một vòng, vẫn không có kết quả. Hồ này có vấn đề. Trở lại tảng đá, Hạ Thiên cau mày. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một chuyện quỷ dị đến như vậy. Ninh Nhụy Nhụy nói, có phải trong hồ có không gian cùng loại với bí cảnh quy khư không? Xuống dưới thì biết thôi, nàng đợi ta ở đây nhé. Hạ Thiên không chút do dự nhảy vào trong hồ. Điều quỷ dị chính là, nước hồ không hề có chút gợn sóng. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác buồn bực, giống như màn nước trước mặt là một tấm màn sân khấu kín không kẽ hở. Nàng không khỏi có chút lo lắng cho Hạ Thiên. Một hồi lâu, vẫn không thấy Hạ Thiên từ trong hồ nước đi ra. Hạ Thiên! Ninh Nhụy Nhụy kêu lên vài tiếng, lông mày cau lại, do dự không biết có nên nhảy xuống hay không. Này, mỹ nữ, người đứng ở đó làm gì? Người mau xuống đi, ở đó nguy hiểm lắm. Lúc này, từ đằng xa có một lão nhân ra đội nón lá vành trúc hô to với Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy người đến, chẳng những không mừng rỡ mà còn sinh lòng cảnh giác. Hồ Thấm Nguyệt là một nơi cực kỳ bí mật,
Bạch Gia cũng chỉ có mấy năm gần đây mới dự định biến nó thành điểm du lịch. Chung quanh đều là biệt thự do Bạch Gia xây dựng. Khách du lịch đến đây phần lớn đều là nhận được lời mời của Bạch Gia. Lão đầu nhi này xuất hiện có chút đột ngột. Nghĩ đến đây, Ninh Nhụy Nhụy không khỏi cả kinh. Nàng nhớ đến chuyện Hạ Thiên nhắc đến Dương San lúc trước. Dương San nói có dân bản địa giúp các nàng hạ mồi câu, vấn đề nằm ngay ở chỗ này. Phạm vi mấy chục dặm xung quanh đều là núi tuyết mênh mông, lấy đâu ra dân bản địa. Ninh Nhụy Nhụy thả người bay qua, nhảy đến trước mặt lão đầu nhi, cười hỏi, lão gia gia, ông từ đâu đến vậy? Lão đầu nhi đội nón lá vành trúc giống như bị thân thủ của Ninh Nhụy Nhụy hù ngã, không khỏi kêu lên, Mỹ, Mỹ nữ, ngươi biết bay à? Chẳng lẽ ngươi là thần tiên sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Ninh Nhụy Nhụy vẫn nở nụ cười ôn hòa như cũ, lão gia gia, nhà của ông ở đâu? Để ta đưa ông về. Ta ở phía sau ngọn núi kia, xa lắm. Lão đầu nhi đội nón lá vành trúc mỉm cười, khoát tay nói, đám trẻ tuổi các ngươi không đi xa được như vậy đâu. Ta cũng không đến mức già như thế, tự ta về là được rồi. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, tảng đá mà ngươi đang đứng đã lỏng rồi, không cẩn thận sẽ bị rơi xuống. Ta cảm ơn ông, lần đầu tiên ta đến đây, có thể đến nhà của ông làm khách một bữa không? Ninh Nhụy Nhụy vừa cười vừa nói. Làm khách? Lão đầu nhi đội nón lá vành trúc có chút do dự, sau đó cười nói, nhà của ta rất đơn sơ, thật sự không có cách nào chiêu đãi khách, lại còn là khách xinh đẹp như tiên nữ như ngươi. Ninh Nhụy Nhụy nói, không sao đâu, ta có một người bạn khả năng cũng đã đến thôn của các người, vừa lúc ta muốn tìm nàng ấy. Thật sao? Lão đầu nhi nghe xong, mí mắt khẽ nhăn lại, sau đó nói, vậy chúng ta đi, nhưng sau khi tìm được bạn của ngươi rồi, ngươi mau dẫn người quay về. Người trong thôn rất hay bài ngoại. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, ta biết rồi. Lão đầu nhi nói xong, cũng nhanh chân đi về phía trước, Ninh Nhụy Nhụy thuận thế đi theo bên cạnh ông ta, thỉnh thoảng hỏi vài câu, muốn từ trong miệng ông ta moi ra một số tin tức hữu dụng. Không biết qua bao lâu. Đến rồi, ở đây. Lão đầu nhi đội nón lá vành trúc bỗng nhiên cười ha hả, dừng bước lại. Ninh Nhụy Nhụy sợ hãi cả kinh. Lúc này nàng mới ý thức không ổn. Vừa nãy, nàng lo nói chuyện với lão đầu nhi, hoàn toàn không nhớ rõ lộ trình, thậm chí cũng không nhớ rõ đã đi được bao lâu, qua bao nhiêu ngã rẽ. Trong đầu nàng xuất hiện một vệt ánh sáng. Những gì mà nàng đã nói với lão đầu nhi, tất cả đều quên sạch. Ngẩng đầu một cái, nàng phát hiện trước mặt là một thôn trang. Ngoài cổng thôn, không biết là ai đã treo một tấm bảng hiệu, bên trên có hai chữ Dạ Đế. Dạ Đế. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy hai chữ này, nhất thời rơi vào mê mang. Một cái thôn hoang vắng như thế lại lấy một danh tự thật bá khí, cảm giác thật sự không hài hòa. À, mỹ nữ, người biết chữ phía trên sao? Lão đầu nhi đội nón lá vành trúc lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ninh Nhụy Nhụy kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ông không biết chữ? Ha ha, lão già ta xác thực không biết chữ. Lão đầu nhi cười khẽ, ý vị thâm trường, tuy nhiên, bên trên tấm bảng cũng không nhất định là chữ. Ninh Nhụy Nhụy nghe không hiểu, lão gia gia, không phải chữ, vậy nó là cái gì? Không có gì, chỉ là trước kia có du khách khắc xuống. Nơi này thật ra gọi là thôn tuyết ẩn. Lão đầu nhi cũng không giải thích, hỏi ngược lại Ninh Nhụy Nhụy, mỹ nữ, ngươi nhất định phải vào thôn sao? Đương nhiên rồi. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, ta có một người bạn, rất có thể cũng đã đến thôn của các ngươi, ta phải tìm nàng ấy. Lão đầu nhi mỉm cười, người bạn kia của ngươi hơn phân nửa là bị Mai cô gọi đến hồ câu cá rồi. Sao? Ninh Nhụy Nhụy khó hiểu hỏi, nếu trong thôn các ngươi đã có hồ, vì sao lại còn muốn đến hồ Thấm Nguyệt để câu cá? Ta đến câu cá sao? Lão đầu nhi ngẩn người, sau đó cúi đầu nhìn cần câu trên tay mình, lập tức cười khan, a, đúng, người đã già, trí nhớ không tốt. Cá trong hồ Thấm Nguyệt ăn ngon hơn. Mặc dù hồ trong thôn có cùng nguồn gốc nhưng cá lại không thể ăn, mà ăn cũng không ngon. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, lại càng thêm hoài nghi Dương San rất có thể đã bị người ta lừa gạt vào trong thôn này, vậy ta có thể đến cái hồ trong thôn ông không? Ngươi muốn đi thì đi, ở đằng kia kìa. Lão đầu nhi đội nón lá vành trúc cũng không có ý kiến, đưa tay chỉ về một hướng, ở đằng kia kìa.
Nếu bạn của ngươi xác thực không cẩn thận đi vào trong thôn, hẳn cũng ở bên kia. Ngươi tìm được nàng ta thì dẫn nàng ta đi, đừng nói với bất cứ kẻ nào. Ninh Nhụy Nhụy thấy lão đầu nhi nói chuyện trịnh trọng như vậy, biết bên trong nhất định có ẩn tình, nhưng nàng cố nhịn lại lòng hiếu kỳ của mình, nói tiếng cảm ơn ông ta, rồi lập tức đi vào thôn. Thôn này khá vắng vẻ, ngoại trừ mấy cái nhà tranh lẻ tẻ thì cũng chỉ có Động Tuyết. Điều khá kỳ quái chính là, trong làng hầu như không có người. Nhưng Ninh Nhụy Nhụy rõ ràng cảm giác được có mấy ánh mắt khác thường đang bắn về phía nàng, mang theo ý vị khó hiểu, khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Ninh Nhụy Nhụy vô thức cảm nhận được thôn này hẳn có liên hệ thần bí với Hồ Thấm Nguyệt, chỉ là nhất thời không có đầu mối mà thôi. Việc cấp bách bây giờ chính là tìm Dương San đã bị mất tích, sau đó tìm hiểu xem thôn này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chưa được bao lâu, Ninh Nhụy Nhụy quả nhiên đến một cái hồ, lớn thì không lớn lắm, xem chừng chỉ bằng 1/10 Hồ Thấm Nguyệt nhưng hình dạng lại giống nhau như đúc, như trăng khuyết, nhưng phương hướng thì ngược lại. Ninh Nhụy Nhụy quả nhiên nhìn thấy có mấy bóng người bên hồ, vì thế liền tăng tốc bước chân đi tới. Dương San đang cầm cần câu thả câu bên hồ, biểu hiện cực kỳ chăm chú. Bên cạnh còn có một nữ nhân, chính là Hàn Nhạc Hân. Nàng ấy cũng đang hồn nhiên câu cá. Dương San, quả nhiên ngươi ở đây. Ninh Nhụy Nhụy đương nhiên nhận ra Dương San, lập tức kêu lên. Nhưng Dương San lại không đáp lại, ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm mặt hồ không lay động, giống như không nghe được Ninh Nhụy Nhụy gọi. Sao? Biểu hiện của Dương San như vậy rõ ràng không thích hợp. Ninh Nhụy Nhụy liền đưa tay đụng vào nàng. Đừng lộn xộn, ngươi làm như thế sẽ hại chết nàng ấy. Lúc này, bên trên bỗng nhiên vang lên một âm thanh. Ninh Nhụy Nhụy giật mình, nghiêng người nhìn sang, đột nhiên phát hiện bên cạnh nàng đã có một người, là một nữ nhân đã có tuổi. Tuy nhiên, bà ta mặc một chiếc áo tơi, dáng người lại rất cao lớn, Ninh Nhụy Nhụy ngay từ đầu vô thức coi bà ta là một gốc cây. Ngươi là ai? Ninh Nhụy Nhụy sinh lòng cảnh giác, tay trái lập tức nắm chặt Lưu Vân Thiết Nhật, lạnh lùng nhìn nữ nhân giống cây kia. Ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào? Nữ nhân áo tơi nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy, giọng nói có chút âm trầm, cổng thôn Tuyết Ẩn có trận pháp, trừ phi có thôn nhân trong thôn dẫn đường. Nếu không, ngươi không có khả năng vào đây. Một lão gia gia hiền lành đã mang ta vào đây. Ninh Nhụy Nhụy đáp. Nữ nhân áo tơi gật gù ngộ ra, thì ra là lão đầu nhi hay xen vào việc người khác. Sớm muộn gì ta cũng sẽ thu thập ông ta. Ninh Nhụy Nhụy chỉ vào Dương San, nàng là bạn của ta. Ta muốn biết ngươi đã làm gì nàng ấy, cùng với người bạn của nàng ấy. Hắc hắc, mỹ nữ, ngươi không cần khẩn trương. Nữ nhân áo tơi nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng đen, mò ra một cần câu từ bên trong áo tơi, đưa tới câu cá đi, có thể tĩnh tâm an thần. Ninh Nhụy Nhụy không cầm, đột nhiên hiểu ra một số việc, hai người bọn họ dùng cần câu của ngươi, cho nên bọn họ mới biến thành như vậy. Có thể nói là như thế. Nữ nhân áo tơi cũng không phủ nhận, hất cần câu thả xuống hồ, tuy nhiên, câu cá có gì mà không tốt. Ta rất thích câu cá, bởi vì khi đó mới thật sự yên tĩnh, đủ thời gian suy nghĩ nhiều vấn đề. Hơn nữa còn có thể chờ đợi cá mặc câu, thật sự mỹ diệu cực kỳ. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi có biết bọn họ là ai không? Ngươi bắt cóc bọn họ đến đây, ngươi có nghĩ đến hậu quả hay không? Vấn đề của ngươi nhiều lắm, nói rõ tâm của ngươi không tính. Ngươi nên câu cá đi. Nữ nhân áo tơi mỉm cười, một lần nữa đề nghị, chỉ cần ngươi ngồi ở đằng kia, ta giúp ngươi làm mồi câu, cam đoan ngươi có thể câu được con cá vừa lớn lại ngon. Ninh Nhụy Nhụy từ chối, ta không có hứng thú với câu cá. Bọn họ là bạn của ta, tốt nhất ngươi nên thả bọn họ ra, nếu không đừng trách ta không khách sáo đối với ngươi. Mỹ nữ. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nữ nhân áo tơi lắc đầu bất đắc dĩ, bọn họ tự nguyện ngồi xuống, lại tự nguyện cầm lấy cần câu, ta không hề ép buộc bọn họ. Ngươi có thể mang bọn họ đi bất cứ lúc nào. Nói xong, bà ta dừng lại vài giây, ánh mắt khiêu khích nhìn Ninh Nhụy Nhụy, nếu như ngươi mang đi được. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ninh Nhụy Nhụy không phải hạ thiên, cũng không phải người một hai câu khiêu khích đã nhiệt huyết xông lên tận đầu. Ngược lại càng thêm tỉnh táo, làm như thế đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nữ nhân áo tơi nghe xong, ánh mắt trở nên sắc bén như dao,
có chút uy hiếp, ngươi biết điều này đối với ngươi không có chỗ tốt. Nếu không muốn cả đời ở lại đây, bây giờ ngươi đi còn kịp. Ta đương nhiên muốn đi, nhưng cũng muốn dẫn bạn của ta cùng đi. Ninh Nhụy Nhụy cũng không sợ uy hiếp, đáp thẳng lại, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đánh chủ ý vào bạn của ta, đó chính là tự tìm đường chết. Chỉ dựa vào ngươi. Nữ nhân áo tơi cười nhạo một tiếng, có chút không thú vị lắc đầu, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi đừng nên tự rước lấy nhục. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, ta thật sự muốn nhìn xem có phải đánh bại ngươi thì bọn họ sẽ không sao không. Ai biết được, có lẽ vậy. Nữ nhân áo tơi trả lời rất thờ ơ, theo kiểu sao cũng được, nhưng thái độ lại cực kỳ khinh miệt, hiển nhiên không tin Ninh Nhụy Nhụy có thực lực này. Ninh Nhụy Nhụy cũng không khách sáo, đạp xuống dưới một cái, cả người tăng tốc vọt đến trước người nữ nhân áo tơi, chộp một chưởng vào lồng ngực của bà ta. Tốc độ cũng không tệ lắm. Nữ nhân áo tơi có chút tán thưởng gật đầu, chờ chưởng phong chạm đến góc áo của bà ta mới né tránh. Khi bà ta di chuyển, cơ thể giống như nước, liên tiếp gợn sóng. Một thoáng chớp mắt, người đã không thấy đâu. Sao? Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy không khỏi có chút kinh ngạc, bỗng nhiên bất động, đồng thời cũng cảm giác được dường như có thứ gì đó đang bay đến từ bên trái, cơ thể ý thức tránh sang một bên. Bốp! Chỉ thấy một giọt nước lớn bằng ngón chân cái nổ tung giữa trời, tóe lên vô số bọt nước. Uy lực của bọt nước cực lớn, mỗi một giọt giống như viên đạn. Nếu không phải Ninh Nhụy Nhụy tránh được kịp thời, nàng đã bị đánh xuyên thành mấy cái lỗ trên người rồi. Không ngờ ngươi lại tránh được, đúng là không tệ. Nữ nhân áo tới đứng bình tĩnh trên mặt hồ không gợn sóng, giống như dẫm lên trên một tấm gương, thái độ khá hài lòng. Ninh Nhụy Nhụy cau chặt lông mày, cảm giác thực lực nữ nhân này rất có thể cao hơn nàng. Ít nhất cho đến trước mắt, nàng còn chưa chạm vào được góc áo của đối phương. Nhưng vừa rồi đối phương thiếu chút nữa đã giết chết nàng. Ngươi còn muốn tiếp tục nữa không? Nữ nhân áo tơi cười nhạt, đưa tay bốc lên mười mấy giọt nước trên mặt hồ, ngươi có thể tiếp nhận được mấy giọt, nhưng ngươi có thể nhanh được bao nhiêu? Toàn bộ cái hồ này đều làm việc cho ta. Ninh Nhụy Nhụy cũng không phải người gặp chuyện không thuận liền trốn tránh. Nàng vừa lúc lại là người thích vượt khó tiến lên, sau đó chiến thắng tất cả gian nan hiểm trở. Lại đến. Lần này, Ninh Nhụy Nhụy vòng quanh hồ, tùy thời tìm kiếm sơ hở của nữ nhân áo tơi. Nàng thử lao thẳng đến mặt nước, nhưng lại bị nữ nhân áo tơi đưa tay đánh ra một màn nước ngăn cản nàng. Mấy lần như thế, Ninh Nhụy Nhụy không cách nào xuống được hồ. Hắc hắc, lại công cốc nữa rồi. Nữ nhân áo tơi lắc đầu, chỉ khoát tay, 10 giọt nước kích xạ về phía Ninh Nhụy Nhụy. Không thử một chút làm sao biết có được hay không. Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên dừng lại, thân hình vặn vẹo, đổi sang một hướng khác tránh được những giọt nước này. Ngươi có thể tránh được mấy lần? Nữ nhân áo tơi vẫn không hốt hoảng, hai tay không ngừng vung lên bọt nước, thái độ rất nhàn nhã, thoải mái, giống như đang đùa nghịch Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, tình huống sẽ rất không ổn. Nàng vẫn không thể nào đến gần được nữ nhân đó chứ đừng nói chi tạo thành uy hiếp mang tính thực chất gì cho bà ta. Tuy nhiên, không phải là nàng không có thu hoạch. Ít nhất nàng biết được một việc, nữ nhân kia dựa vào hồ trước mắt, hoặc có thể nói chân chính lợi hại chính là cái hồ này mà không phải nữ nhân áo tơi. Chỉ cần nghĩ cách gạt bà ta ra khỏi mặt hồ, muốn bắt bà ta trên cơ bản dễ như trở bàn tay. Đến lúc phải dùng Lưu Vân Thiết nhận rồi. Ninh Nhụy Nhụy cho tay vào ngực, lấy ra kiếm hoàn, thân hình vẫn di chuyển nhanh chóng tìm thời cơ phù hợp để ra tay. Đừng lãng phí thời gian nữa. Nữ nhân áo tơi thoáng không được kiên nhẫn, hai tay hợp thành hình chữ thập, chỉ thấy mặt hồ bỗng nhiên lóe lên hơn 10 cột nước lớn bằng cánh tay phun về phía Ninh Nhụy Nhụy chẳng khác nào súng máy. A! À, Ninh Nhụy Nhụy không kịp tránh, cơ thể bị đánh một cái, lập tức phát ra tiếng rên, cơ thể cũng rơi xuống mặt hồ. Lần này, nữ nhân áo tơi cũng không chịu ra màn nước, khóe miệng hơi câu lên. Biểu hiện khinh bỉ nhìn Ninh Nhụy Nhụy rơi xuống mặt hồ. Đến lúc rồi, Ninh Nhụy Nhụy rót linh khí vào trong kiếm hoàn. Bù, chỉ thấy một áng mây xuyên không mà đi. Không đợi nữ nhân áo tơi lấy lại tinh thần, đã bị đám mây chém thành hai nửa. Ninh Nhụy Nhụy cuồng hỉ trong lòng, Lưu Vân Thiết nhận quả nhiên là thần khí, đúng là có hiệu quả. Bành,
Một giây sau, cơ thể nữ nhân áo tơi tan thành một vũng nước, hòa cùng một thể với mặt hồ. Cái này cũng được sao? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi kinh ngạc, đứng im tại chỗ. Chỉ một thoáng do dự, một màn nước dâng lên kéo nàng vào trong hồ. Sao? Nước hồ vô cùng đậm đặc, hoặc có thể nói nó không phải là nước mà là một loại chất lỏng kỳ lạ. Loại chất lỏng này giống như thủy ngân dính chặt vào Ninh Nhụy Nhụy, sau đó bao lấy nàng tầng trong tầng ngoài. Một cảm giác tắc nghẽn rất nhanh dâng lên trong lòng nàng. Cho dù nàng vẫn luôn ép mình tỉnh táo, lúc này nàng vẫn không tránh khỏi có chút bối rối. Nữ nhân áo tơi giống như con cá, tự do du động bên trong hồ nước, gương mặt nở nụ cười tàn nhẫn, thể xác của ngươi cũng được xem là đồ tốt, chỉ là thuộc tính không hợp với ta. Cho nên, thật đáng tiếc, giọng nói của nữ nhân áo tơi không chút trở ngại tiến vào lỗ tai Ninh Nhụy Nhụy, trong giọng nói mang theo sự giễu cợt và trêu tức, từ bỏ đi, ta sẽ để cho ngươi chết dễ chịu một chút. Mặc dù sau khi chết, ngươi khó tránh khỏi trở thành chất dinh dưỡng cho hồ nước này. Cho dù rơi vào tuyệt cảnh, Ninh Nhụy Nhụy vẫn không hề có suy nghĩ từ bỏ, vẫn không hề buông kiếm hoàn trong tay ra. Mặc dù nước hồ vẫn luôn muốn cậy nắm đấm siết chặt của nàng, nhưng cho đến bây giờ nó vẫn còn chưa đạt được mục đích. Mặc dù đồ của ngươi rất lợi hại, nhưng không chạm được đến ta đâu. Nụ cười trên mặt nữ nhân áo tơi càng lúc càng buông thả, âm thanh giống như máy khoan điện chui vào trong đầu Ninh Nhụy Nhụy, không ngừng kích thích nàng, ngươi chẳng qua chỉ là phàm nhân mà thôi. Còn ta lại là Hắc Thủy Tiên tộc danh xưng Dạ Đế, năm đó đi theo Phù Diêu Tiên tử từ sâu không vô tận đến đây. Cho dù đã vạn năm trôi qua, năng lực tộc ta không ngừng suy giảm, nhưng cũng không phải nhân loại các ngươi có khả năng chống lại. Hừ, Ninh Nhụy Nhụy còn chưa biết dùng thần thức phát ra tiếng như thế nào, đành phải bị động nghe nữ nhân kia làm nhảm, vừa chống cự lại nước hồ xâm nhập, lại còn phải phân tâm rót linh khí vào bên trong kiếm hoàn. Mỗi một việc đều cực kỳ hao tổn tâm lực nhưng nàng vẫn không từ bỏ. Rốt cuộc, kiếm hoàn đã hấp thu đủ linh khí. Bù! Kiếm hoàn một lần nữa dài ra, chém nứt một khe hở nước hồ đang quấn quanh người Ninh Nhụy Nhụy. Nước hồ nhảy lên giống như con cá nhỏ bị thương, mặt hồ cũng chuyển động rất nhanh. Ninh Nhụy Nhụy thừa cơ nhảy lên một cái, nhảy ra khỏi mặt hồ, đứng trên bờ thở hổn hển. Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Nữ nhân áo tơi cũng nhảy lên mặt hồ, trên mặt xuất hiện một vết thương, hẳn là do Lưu Vân Thiết Nhận đâm bị thương. Hừ, ngươi chẳng qua cũng chỉ bấy nhiêu. Ánh mắt Ninh Nhụy Nhụy ngưng lại, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường, cái gì Dạ Đế, cái gì tiên tộc, tất cả đều là đánh giám. Không được thì nói không được, đừng chém gió nữa. Nữ nhân áo tơi bị Ninh Nhụy Nhụy chọc giận, sát khí tràn ngập trong ánh mắt, ngươi dám bất kính đối với tiên tộc. Bây giờ ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, sau đó luyện hồn rút phách ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời nói độc ác thì ai cũng sẽ nói được, nhưng chỉ sợ ngươi không có bản lãnh đó. Ninh Nhụy Nhụy vừa tiếp tục dùng lời nói kích thích nữ nhân áo tơi, trong lòng nhanh chóng tính toán làm thế nào xử lý đối phương. Nữ nhân áo tơi hừ lạnh một tiếng, hồ đằng thú, cắn nát nàng ta cho ta. Chỉ thấy mặt hồ tĩnh mịch bỗng nhanh chóng chuyển động. Toàn bộ mặt hồ phóng lên, giống như một con cự thú viễn cổ nhào tới Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi giật mình, vội vàng lui lại, dự định rút lui khỏi cái thôn rách nát này rồi nói sau. Còn muốn chạy trốn, không có cửa đâu, gương mặt nữ nhân áo tơi tràn ngập ý cười lạnh, đưa tay điểm ra một màn nước, nhẹ nhàng điểm về phía trước một điểm. Chỉ thấy mấy màn nước giống như suối phun từ lòng đất phun ra, trong nháy mắt liền thành một mảnh. Bao trùm phạm vi vài dặm. Ninh Nhụy Nhụy sử dụng Lưu Vân Thiết Nhận chạm màn nước trước mặt, kết quả nàng phát hiện tác dụng không lớn, kiếm hoàn của ngươi không tệ nhưng cũng chỉ là một thần khí mà thôi. Muốn chặt đứt hồ đằng của ta, quả thật si tâm vọng tưởng. Nữ nhân áo tơi khinh thường nói, cho dù là tu tiên giả Nguyên Anh kỳ cũng không có biện pháp phá giải, cũng chỉ có thể bị vây chết mà thôi. Trong lúc bà ta nói chuyện, màn nước nhanh chóng co vào. Rất nhanh bước Ninh Nhụy Nhụy trở lại bên hồ, chỉ cần bước thêm một bước nữa là rơi vào trong hồ. Ngươi có thể chạy trốn được đến đâu? Ý trào phúng lộ rõ trên mặt nữ nhân áo tơi, chỉ cần đến gần cái hồ, ngươi chỉ có thể mặc ta xâm lấn, ai cũng không cứu được ngươi. Ngươi nên thành thật trở thành chất dinh dưỡng cho hồ đằng của ta đi. Ninh Nhụy Nhụy bỗng nhiên lộ ra thần sắc u oán, vô cùng không hiểu,
vì sao ngươi không biến hai người kia thành chất dinh dưỡng mà cứ muốn giết ta? Hắc hắc, chuyện này cũng chỉ có thể trách ngươi mệnh quá cứng. Nữ nhân áo tơi lạnh lùng nói, dung mạo hai người kia cũng xinh đẹp giống như ngươi nhưng mệnh cách lại không cứng cỏi bằng ngươi. Cho nên, ngươi đến là để cho ta sử dụng. Ninh Nhụy Nhụy vẫn chưa chịu từ bỏ, ngươi nói sai rồi, ta phải chết, còn bọn họ lại có thể sống sót. Rõ ràng mạng của bọn họ cứng hơn một chút. Ồ, nữ nhân áo tơi có chút do dự, chẳng lẽ bà ta tính sai rồi? Một giây sau, bà ta lập tức cảm giác không ổn. Một đám mây nhanh chóng chém về phía cổ bà ta. Rắc, nữ nhân áo tơi tránh không kịp, bị chém thành hai đoạn, biến thành một vũng nước màu đen dung nhập vào mặt hồ. Đúng vào lúc này, Ninh Nhụy Nhụy thừa cơ ôm lấy Dương San và Hàn Nhạc Hân, đồng thời khống chế Lưu Vân Thiết Nhận chém rách màn nước, vọt thẳng ra ngoài thôn. Vừa rồi nàng đã phát hiện, khi nữ nhân áo tơi bị chém trúng, lực khống chế rõ ràng giảm xuống. Nàng chờ cả nửa ngày chính là chờ lúc này. Chỉ cần xông ra khỏi phạm vi hồ nước, đến lúc đó nàng sẽ có rất nhiều cơ hội thu thập nữ nhân kia. Về phần nữ nhân kia có đuổi theo ra hay không, Ninh Nhụy Nhụy hoàn toàn không quan tâm. Nếu như nữ nhân áo tơi có thể rời khỏi hồ nước quái lạ đó, bà ta đã sớm đi ra, tội gì phải dụ người khác đến hồ chứ? Quan trọng hơn, chỉ cần ra khỏi thôn, tìm được Hạ Thiên, sau đó nàng sẽ trực tiếp giết chết số nữ nhân đó. Rầm rầm. Đáng tiếc, khi nàng sắp đến gần cửa thôn, một dòng nước quấn chặt chân nàng, sau đó lôi ba người các nàng trở về. Không được, lần này xong rồi. Ninh Nhụy Nhụy còn chưa kịp phản ứng, cả người một lần nữa bị bao lại, liên đới luôn cả Dương San và Hàn Nhạc Hân bị bao cùng một chỗ. Lần này, nữ nhân áo tơi đã thật sự tức giận, cũng mặc kệ Dương San và Hàn Nhạc Hân như thế nào, chỉ muốn nhanh chóng giết chết Ninh Nhụy Nhụy, hừ. Ngươi dám làm bị thương mặt của ta. Ta muốn ngươi chết, chết ngay bây giờ. Gương mặt nữ nhân áo tơi lại có thêm một vết kiếm, xem như phá tướng hoàn toàn, ta chẳng thèm chờ thời cơ gì nữa. Bây giờ ta sẽ xử lý các ngươi, mượn thể xác và linh hồn các ngươi tái tạo chính ta, hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của nơi này. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy nàng bị cuốn vào trong hồ, tất cả nước trong hồ đều nhanh chóng tập trung về phía nàng. Thời gian dần trôi. Chúng dần dần ngưng tụ thành một quả cầu to lớn. Chẳng lẽ ta phải chết ở nơi này sao? Ta vẫn còn trẻ, ta không muốn chết như vậy. Tên sắc lang Hạ Thiên chạy đi đâu rồi? Rốt cuộc hắn có biết chúng ta đang bị vây ở đây hay không? Nếu hắn không đến, tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy chợt nhớ đến, trước đó nàng nhìn thấy Hạ Thiên nhảy vào hồ Thấm Nguyệt, sau đó lão đầu nhi kia xuất hiện. Rồi nàng mới đi theo ông ta đến nơi này. Nhất là trước đó Dương San có gọi điện thoại nói với Hạ Thiên bọn họ đang ở hồ Thấm Nguyệt câu cá. Dương San không có khả năng nói dối Hạ Thiên, nàng ấy cũng không Thuấn Di đi đâu. Cho dù Dương San biết Thuấn Di, bạn của Dương San lại không biết. Cho nên, bọn họ không thể nào trong thời gian ngắn đến đây được. Ninh Nhụy Nhụy lại nghĩ đến lão đầu nhi đội nón lá vành trúc đã từng nói qua. Hồ trong thôn và hồ Thấm Nguyệt là cùng một thể. Chẳng lẽ nói, trong đầu Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên có một suy nghĩ to gan, chỉ là trên người nàng dính không ít hắc thủy, không thể động đậy được. Sao, ngươi là Ninh Nhụy Nhụy, tại sao ngươi lại ở đây? Lúc này, Dương San cũng đã tỉnh táo lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy, không khỏi kinh ngạc, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ninh Nhụy Nhụy thấy nàng đã tỉnh. Trong lòng thở phào một hơi, nhưng hiện tại không phải là lúc nói chuyện, người hẳn cũng đã được Hạ Thiên tẩy tủy phạt xương. Từ giờ trở đi, người hãy điều động linh khí trong cơ thể, chúng ta cùng nhau lặn xuống đáy hồ. Đáy hồ, Dương San sửng sốt, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, đúng vậy, trước đó ta và Hân Hân đến hồ câu cá, sau đó không cẩn thận tiến vào trong hồ. Về sau, có một nữ nhân mặc áo tơi cứu chúng ta ra. Tiếp theo. Ông xã có gọi điện thoại cho ta, rồi cái gì ta cũng không còn nhớ rõ nữa. Hình như nữ nhân kia có vấn đề. Ninh Nhụy Nhụy cắt ngang, người đừng nói nữa, thoát khốn rồi hãy nói. Dương San gật đầu, mặc dù nàng còn chưa rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng biết Ninh Nhụy Nhụy sẽ không hại nàng. Tập hợp lực của hai người, quả thủy cầu càng lúc càng lớn bắt đầu chuyển động, chậm rãi chìm xuống đáy hồ. Ồ, các ngươi trốn không thoát đâu. Đáy hồ có kết giới,
dựa vào các ngươi thì không thể đánh tan được đâu. Nữ nhân áo tơi đương nhiên biết tình huống là gì, nhưng bà ta cũng không ngăn cản, bởi vì bà ta đang kết ấn, toàn thân nổi lên hắc quang nhàn nhạt, dường như có thứ gì đó đang từ trong cơ thể của bà ta tràn ra, theo nước hồ tụ vào bên trong quả thủy cầu. Ninh Nhụy Nhụy biết đối phương nhất định có thể nghe được mình, nàng lập tức lên tiếng, thường xuyên có người nói với ta như thế, nhưng cuối cùng người sống sót vẫn là ta. Hơn nữa, người đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Cho nên, ngay từ lúc bắt đầu, kết cục của ngươi đã chú định là một bi kịch. À, ta ngược lại cũng muốn nghe một chút, nữ nhân áo tơi khinh thường nói, ta đã phạm sai lầm gì? Ninh Nhụy Nhụy cũng không trả lời, cùng với Dương San dồn tất cả linh khí trong đan điền khí hải đánh xuống đáy hồ. Quả nhiên, linh khí giống như đá chìm xuống biển. Ha ha, ta đã nói rồi, vô dụng thôi. Nữ nhân áo tơi cảm thấy sắp sửa thành công, liền khinh thường nói, bây giờ, mạng của các ngươi, linh hồn của các ngươi, cơ thể của các ngươi thuộc về ta. Đây chính là vinh hạnh suốt đời của các ngươi. Nói xong, một luồng hắc quang từ trong cơ thể bà ta tràn ra ngoài, bay thẳng vào trong quả thủy cầu. Ninh Nhụy Nhụy đã đọc qua tiểu thuyết tu tiên, cộng thêm những gì nữ nhân áo tơi nói vừa rồi, nàng lập tức đoán được bà ta muốn làm gì, người hãy cẩn thận, nữ nhân kia muốn đoạt xá. Thế ta phải cẩn thận như thế nào? Dương San mờ mịt hỏi. Ninh Nhụy Nhụy hiển nhiên cũng không hiểu, ta không biết, tóm lại đừng để bị ý chí của bà ta ăn mòn. Ha ha, các ngươi có làm gì cũng vô dụng thôi. Giọng nói của nữ nhân áo tơi xuất hiện bên trong thủy cầu, chúng ta sẽ diệt thần thức và hồn phách của các ngươi, sau đó tiến vào bên trong thể xác của các ngươi. Ban đầu ta chỉ muốn mượn một bộ, bây giờ lại có đến ba cái, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Đột nhiên, một âm thanh lười biếng vang lên, cơ thể nữ nhân của ta cũng chỉ có ta mới có thể tiến vào. Những người khác ai cũng không được. Ai, là ai đang nói chuyện? Nữ nhân áo tơi sửng sốt, trong giọng nói tràn ngập sự kinh ngạc. Bà ta quay lại mắng Ninh Nhụy Nhụy, người đang chơi cái trò gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy thở phào một hơi, mỉm cười trả lời, người hẳn cũng nghe được, đó là giọng của nam, không phải ta nói rồi. Mặc kệ ngươi muốn làm trò gì, tất cả đều vô dụng. Nữ nhân áo tơi không khỏi hừ lạnh một tiếng, kết quả đã được chú định, các ngươi sẽ phải thân tử hồn diệt, trở thành khí của ta. Ta đã nói rồi, Đại La Kim Tiên đến cũng không thay đổi được. Không cần Đại La Kim Tiên gì nữa, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Âm thanh lười biếng kia lại vang lên, dám đánh chủ ý lên nữ nhân của ta, ngươi mới chết chắc đấy, ai cũng không cứu được ngươi. Hừ, giấu đầu lòi đuôi, chỉ là hạng giá áo túi cơm. Mặc dù hơi chột dạ, nhưng nữ nhân áo tơi giống như tên đã lên dây, không phát không được, ngay cả thiên vương lão tử đến, bà ta cũng không thể dừng lại. Cho dù ngươi muốn làm gì cũng không còn kịp, ba nữ nhân này đều sẽ trở thành khí của ta, ngươi chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Ha ha ha, âm thanh lười biếng kia chỉ đáp lại hai chữ, ngu ngốc. Tiếp theo. Nữ nhân áo tơi bỗng hét thảm một tiếng, ngươi, ngươi đã làm gì ta? Vì sao lại như thế? Không thể nào, ta là hậu nhân tiên tộc, đoạt xá đám phàm nhân các ngươi không có lý do gì lại gặp phải bài xích như thế. Bành! Đáy hồ bỗng nhiên nứt thành một cái khe, rất nhiều nước hồ từ trong khe nứt phun ra ngoài, lập tức đẩy quả thủy cầu màu đen lên. Một luồng khí lưu màu đen phóng ra từ quả thủy cầu, trở về bên trong cơ thể nữ nhân áo tơi. Tại sao lại như vậy? Gương mặt nữ nhân áo tơi tràn ngập vẻ không thể tin nổi, đưa mắt nhìn quả thủy cầu màu đen giữa không trung, nếu đã không thành, ta sẽ hủy đi các ngươi. Nói xong, bà ta khoát tay, muốn bóp nát quả thủy cầu. Đáng tiếc, một bóng người từ đáy hồ vọt ra, trực tiếp đánh nát quả thủy cầu màu đen, cứu Ninh Nhụy Nhụy và Dương San ra. Về phần Hàn Nhạc Hân, nàng ta cứ thế mà rơi xuống bụi cỏ bên hồ. Tại sao bây giờ ngươi mới đến? Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên xuất hiện, hoàn toàn yên tâm, nếu chậm thêm chút nữa, ta và nàng ấy xem như xong đời. Hạ Thiên bất mãn nói, tiểu muội chân dài, rõ ràng nàng quá yếu, ngay cả mặt hàng này cũng không giải quyết được. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, vợ tiểu tiểu dương của ngươi chẳng những không giải quyết được, hơn nữa còn bị mê hoặc thần trí. Tại sao ngươi không mắng nàng ấy? Dương San ôm chặt cổ Hạ Thiên, ông xã, xin lỗi, ta.
vợ Tiểu Tiểu Dương, nàng không cần tự trách mình. Hạ Thiên ôm sát vòng eo nhỏ nhắn của Dương San, cười nói, là tên ngốc kia sai. Nàng chỉ là quá đơn thuần, đi tin tưởng loại người đó thôi. Dương San đang định giải thích, Hạ Thiên đã nói, nàng cái gì cũng không cần nói, trước thu thập nữ nhân ngốc kia rồi hãy nói tiếp. Đúng vậy, nữ nhân này quá ghê tởm, nhất định phải làm thịt bà ta. Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy vẫn còn sợ hãi, thở hổn hển mấy lần mới chấn định tinh thần, tuy nhiên, bà ta quả thật có chút tà môn, ngươi phải cẩn thận một chút. Hạ Thiên lơ đễnh nói, tiểu muội chân dài, nàng không cần lo lắng. Ta thích đối phó mấy loại tà môn đó lắm, nếu bà ta không tà, ta không có hứng thú xử lý bà ta đâu. Rốt cuộc ngươi là ai? Nữ nhân áo tơi khiếp sợ nhìn Hạ Thiên, đáy hồ rõ ràng có kết giới cản trở, làm sao ngươi có thể đến đây? Làm sao đến được, ngươi không cần phải biết. Hạ Thiên nói, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, nghĩ những thứ đó lãng phí thời gian lắm. Nữ nhân áo tơi nổi giận quát, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi mới là chết chắc đấy. Hồ Đằng Quân, giết chết hắn cho ta. Hắc thủy trong hồ lập tức nghe lệnh, bỗng nhiên lóe sáng, biến thành thủy long quyển đánh tới Hạ Thiên. Chỉ cái này thôi sao? Gương mặt Hạ Thiên cũng không có quá nhiều biểu hiện, chỉ hơi bĩu môi, lập tức lấy ra Định Hải thần châm. Rót băng hỏa linh khí vào, một thước châm ngoại châm đâm tới. Chỉ một cây ngân châm mà cũng muốn chống lại hồ đằng của ta, quả thật là người si nói mộng. Nữ nhân áo tơi vừa nhanh chóng khôi phục nguyên khí, bởi vì vừa rồi đoạt xá không thành, bà ta có chút tinh thần bất ổn, vừa bỏ mặc nước hồ quỷ dị, để tự nó đi giết đám người Hạ Thiên, ta không ngại nói cho ngươi biết, hồ đằng này chính là tàn khí linh bảo hắc thủy tiên tộc chúng ta. Cho dù uy lực 10 không còn một nhưng cũng không phải đám phàm nhân các ngươi có khả năng, hả? Bà ta còn chưa nói hết, tình huống đã phát sinh thay đổi. Sau khi Thủy Long quyển đụng vào cây ngân châm của Hạ Thiên, bỗng dưng bị đông cứng, hơn nữa tốc độ kết băng còn rất nhanh, gần như chỉ trong một giây ngắn ngủi đã biến thành một băng trụ thật dài. Bành! Ninh Nhụy Nhụy nhớ đến tình huống vừa rồi nàng bị hắc thủy vây khốn, nộ khí trong lòng thật sự khó tiêu. Nàng lập tức bay thẳng đạp qua một cước. Bành! Thủy Long quyển bị đông cứng lập tức vỡ nát, biến thành một đống vụn băng rơi xuống cùng một chỗ. Nước hồ nhanh chóng khô cạn, cũng may trước đó Hạ Thiên đã phá vỡ kết giới, nước hồ thấm nguyệt chậm rãi thẩm thấu, khiến toàn bộ cái hồ tràn đầy lại như cũ. Không thể nào! Nữ nhân áo tơi há hốc mồm, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được sự thật, càng thêm không thể hiểu nổi, ngươi làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ ngân châm của ngươi là linh bảo hay sao? Hay nói thật ra ngươi chính là tu tiên giả hợp thể kỳ trở lên? Hạ Thiên nói, đối phó với loại phế vật như ngươi không cần cảnh giới cao, chẳng qua chỉ là một châm tiện tay của ta mà thôi. Không thể nào hiểu được, không thể nào tiếp nhận được, không thể nào, a. À. Nữ nhân áo tơi càng không ngừng lắc đầu, hiển nhiên bị đả kích không nhỏ, chỉ là Hạ Thiên không cho bà ta thời gian giảm sóc, một cước đạp tới. Nữ nhân áo tơi giống như quả bóng ra bay ra ngoài, lăn đến mấy trăm mét, va vào một căn nhà tranh mới ngừng lại được. Ninh Nhụy Nhụy gọi lại Hạ Thiên, khoan đã, để ta giải quyết bà ta. Vừa rồi ta thật sự rất khó chịu. Tiểu muội chân dài, nàng khẳng định. Hạ Thiên cười nói, võ công của nữ nhân đó khả năng không thấp đâu nhé. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói, vậy thì ta lại càng muốn tự tay phế đi nàng ta. Nếu không... ta khó mà xả được cơn giận trong lòng. Ninh Nhụy Nhụy đã nói đến mức đó, Hạ Thiên đương nhiên sẽ không ngăn cản. Được rồi, đừng giả bộ nữa, ra đi. Ninh Nhụy Nhụy khoan thai bước đến trước cửa nhà tranh, thản nhiên nói, ngươi không thể chết dễ dàng như vậy đâu. Bành! Ngôi nhà tranh lập tức nổ tung, chỉ thấy nữ nhân áo tơi chậm rãi đứng lên, thân hình dần dần lớn hơn, cao khoảng chừng mười mấy mét. Bà ta hét lớn, bí pháp hắc thủy hàng ma chi tượng. Hàng ma. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không sợ hãi, ngược lại còn mỉa mai, người đừng tưởng rằng biến lớn thì lợi hại. Không có hắc thủy quỷ dị hỗ trợ, người có lớn cỡ nào cũng chỉ là hào hoáng bên ngoài. Hạ Thiên nhìn không được chen miệng vào, tiểu muội chân dài, có đổ biến lớn xác thực sẽ lợi hại hơn. Thứ gì? Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt, chẳng lẽ ngươi cũng có thể biến lớn? Ta đương nhiên có thể biến lớn nhưng bây giờ không phải lúc.
Hạ Thiên nghiêm túc nói, vợ Tiểu Tiểu Dương biết rất rõ, không tin, nàng cứ hỏi nàng ấy đi. Sau khi biến lớn, xác thực rất lợi hại. Dương San vừa nghe đã hiểu, nhất thời im lặng, mặt đỏ bừng lên. Người đúng là, Ninh Nhụy Nhụy cũng hiểu ra, tức giận chừng Hạ Thiên, buồn cười lắm sao. Nói nhăng nói cuội chỉ lộ ra ngươi hèn mọn. Hạ Thiên không hiểu nói, ta nói chính là khí khiếu trong cơ thể. Chỉ cần biến lớn, linh khí vận chuyển sẽ càng nhanh, tất nhiên cũng sẽ càng mạnh hơn. Lúc trước, khi ta tẩy tủy phạt xương cho vợ Tiểu Tiểu Dương, thuận tiện làm một cái thí nghiệm, phát hiện rất hữu dụng. Tiểu muội chân dài, nếu nàng muốn thử, ta có thể giúp nàng bất cứ lúc nào. Được rồi. Ninh Nhụy Nhụy biết tên sắc lang kia nhất định cố ý, chỉ nói, nếu thật sự như thế, nàng ấy cũng không bị trúng chiêu của người khác. Dương San có chút xấu hổ nói, đúng là ta đã quá khinh suất, không có tâm phòng bị người khác. Vợ Tiểu Tiểu Dương, ta đã nói rồi, nàng không cần tự trách mình. Hạ Thiên mỉm cười trấn an, đây là do hoàn cảnh sống của nàng trước kia đưa đến, không giống tiểu muội chân dài, vẫn luôn sống trong không khí cạnh tranh, phòng bị người khác đã sớm dưỡng thành thói quen. Nếu nàng ấy không phòng bị, khả năng có thể bị người ta ám toán bất cứ lúc nào, sau đó mất đi công việc của mình, thậm chí là mất mạng. Dương San sững sờ, không khỏi rơi vào trầm tư. Một bên khác, Ninh Nhụy Nhụy và nữ nhân áo tơi đã đánh nhau. Mặc dù nữ nhân áo tơi không có hắc thủy quỷ dị tương trợ nhưng thực lực bản thân xác thực không thể khinh thường, đánh với Ninh Nhụy Nhụy có qua có lại, nhất thời bán hội không thể đoán được thắng bại. Ninh tiểu thư, nàng ấy có thể thắng chứ? Dương San hơi lo lắng nhưng lại không tiện tiến lên hỗ trợ. Nàng sợ mình chỉ mang đến trở ngại chứ không giúp được gì, cũng lo lắng Ninh Nhụy Nhụy vì thế mà sinh ra tức giận. Hạ Thiên thản nhiên nói, dù sao tiểu muội chân dài cũng đã được rèn luyện thời gian dài, có đầy đủ hiểu biết đối với cơ thể của mình. Cộng thêm bây giờ nàng ấy đã là tu tiên giả, mặc dù tu vi chỉ tương đương với trúc cơ kỳ đỉnh phong, nhưng nữ nhân áo tơi quái dị kia cũng chỉ ngang ngửa với nàng ấy. Hơn nữa ngay từ đầu đã sợ chiến, cho nên bà ta nhất định đánh không lại tiểu muội chân dài đâu. Dương San có chút không hiểu, vậy vì sao ta lại bị trúng chiêu ngay từ đầu chứ? Sau đó mặc cho bà ta bài bố. Bởi vì bà ta dựa vào tàn khí linh bảo, cũng chính là vật này. Hạ Thiên mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy một viên bảo châu màu đen nằm bên trên, trong đó còn có thủy quang lưu động. Dương San hỏi, đây là cái gì thế? Không biết, dù sao cũng là thứ được nước hồ ngưng kết ra sau khi bị đánh nát. Hạ Thiên cũng không quan tâm, cười nói, vợ Tiểu Tiểu Dương, nàng cầm vật này để phòng thân đi. Chàng cho ta. Dương San kinh ngạc, có chút không biết làm sao ta không biết dùng, hơn nữa nó cũng quá nguy hiểm. Ta sợ ta không nắm chắc được. Vợ Tiểu Tiểu Dương, thứ này tuyệt không nguy hiểm, rất dễ khống chế. Hạ Thiên bĩu môi nói, nàng không cần quá đề cao nó. Nó chỉ tương đương với một pháp bảo bình thường mà thôi. Với tu vi của nàng hiện tại, nàng đã có thể sử dụng nó. Thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Chàng cho các tỷ muội khác đi. Dương San vẫn không dám nhận. Quan trọng nhất, nhận thức của nàng về bản thân vẫn không thay đổi. Hạ Thiên nói, vợ Tiểu Tiểu Dương, bây giờ nàng đang là người yếu nhất. Cho nàng thì nàng cứ nhận lấy đi. Vậy ta nhận trước. Dương San suy nghĩ một chút, trong số các nữ nhân của Hạ Thiên, ngoại trừ những người đã đến Tiên Vân Đại Lục, trong số những người còn lại, quả thật nàng là yếu nhất. Vì thế, nàng đành tiếp nhận viên bảo châu kia. Cảm giác khi cầm viên bảo châu có hơi lạnh, giống như một khối băng, nhưng cũng không lạnh đến mức đông cứng tay, dường như còn có chút ẩm ướt, có thể hòa tan bất cứ lúc nào. Nhất thời, Dương San cảm thấy rất thích cái vật nhỏ này. Cho dù nó không phải pháp bảo, coi là vật phẩm trang sức cũng không tệ. Dương San rất vui, dù sao, chỉ cần là nữ nhân, tất cả đều rất ưa thích những đồ vật tự nhiên sáng lấp lánh, cho dù nó là bảo châu màu đen. Vợ Tiểu Tiểu Dương, như vậy mới đúng. Hạ Thiên thấy Dương San đã nhận, gật đầu mỉm cười. Nhưng cái này dùng như thế nào? Dương San nhìn qua một hai lần, vẫn không hiểu, lập tức hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên đáp, phương pháp cụ thể thì ta không rõ, nhưng chỉ cần nàng rót linh khí vào thì có thể sử dụng. Công năng còn lại, tự nàng chậm rãi tìm hiểu đi. Kiếm hoàn của tiểu muội chân dài cũng là do nàng ấy tự mình tìm hiểu ra đấy.
Ta biết rồi, cảm ơn ông xã. Dương San rất nhanh nghĩ thông suốt, liền tiếp nhận hảo ý của Hạ Thiên, sau đó ôm lấy hắn. Vợ Tiểu Tiểu Dương, nàng không cần nói lời cảm ơn ta. Hạ Thiên nói. Dương San hôn Hạ Thiên một cái, cảm ơn như vậy có được không? Còn thiếu rất nhiều. Hạ Thiên cười nói, vợ Tiểu Tiểu Dương, biểu đạt lòng biết ơn thì phải có thành ý. Dương San cũng không trả lời, đưa tay chỉ về phía xa, tình huống của Ninh Tiểu Thư hình như không ổn. Chúng ta có cần ra tay giúp nàng ấy không? Vợ Tiểu Tiểu Dương, lảng sang chuyện khác là không đúng đâu nhé. Mặc dù nói như vậy nhưng Hạ Thiên vẫn quay sang nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy và nữ nhân áo tơi vẫn không ngừng thăm dò nhau, nhưng Ninh Nhụy Nhụy dường như đã bình tĩnh hơn, đang bắt đầu chiếm thượng phong. Không phải vừa rồi ngươi rất lợi hại sao, tại sao bây giờ lại không được? Ninh Nhụy Nhụy đã thăm dò được lai lịch của đối phương. Không có nước hồ quỷ dị tương trợ, nữ nhân đối diện chẳng khác nào hai người so với trước đó. Sắc mặt nữ nhân áo tơi trắng bệch, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, ta là hậu nhân tiên tộc, làm sao ta có thể thua ngươi được? Nếu không phải tên kia đánh lén ta, đoạt linh bảo của ta, ta đã sớm diệt sạch các ngươi, làm gì có chuyện chiến đấu với ngươi ở đây? Nhưng nam nhân kia cũng chỉ là phàm nhân. Ninh Nhụy Nhụy giễu cợt, ngươi là hậu duệ tiên tộc, đụng phải nam nhân phàm nhân lại không làm gì được. Nữ nhân áo tơi lạnh lùng nói, hắn tuyệt đối không phải là nam nhân bình thường, trên người hắn chắc chắn có huyết mạch tiên tộc. Bằng không, tại sao hắn lại cường đại đến như thế? Ngươi lấy cớ như vậy, chẳng qua ngươi không muốn thừa nhận mình bị phàm nhân đánh bại mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói, đáng tiếc, mặc cho ngươi giảo biện như thế nào, ngươi vẫn không thay đổi được sự thật bản chất của ngươi chỉ là kẻ yếu, hơn nữa còn là một kẻ yếu lấn yếu sợ mạnh. Nói hưu nói vượn, bây giờ ta giết chết ngươi. Nữ nhân áo tơi một lần nữa nhấc lên linh khí, trong nháy mắt vọt đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, hai tay như chảo phá không mà đến. Ninh Nhụy Nhụy đứng im không nhúc nhích, ánh mắt ngưng tụ phát hiện ra sơ hở, lập tức nhấc chân đạp tới. Hừ, đối mặt với chảo phong của ta mà còn dám ra chân, đúng là vô tri. Nữ nhân áo tơi nhìn không được bật cười, bây giờ ta sẽ chém nứt chân của ngươi, hả? Lời còn chưa nói xong, bà ta phát hiện không ổn. Tuy nhiên, bà ta còn chưa lấy lại tinh thần, bên hông đã chịu một cước. Không ổn rồi. Nữ nhân áo tơi chịu một cước, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Cũng không phải một cước này của Ninh Nhụy Nhụy quá mạnh, mà là linh khí trong cơ thể bà ta từ trong đan điền khí hải ra ngoài, vừa lúc đến mạch lạc chỗ hông thì bị đoạn mất. Bị khí nghịch, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu xung kích. Nữ nhân áo tơi phun ra một ngụm máu tươi. Hành khí mạch lạc của ngươi vô cùng rõ ràng, đây chính là đặc điểm đặc biệt của tiên tộc các ngươi sao? Ninh Nhụy Nhụy cũng không cao hứng, thản nhiên nói, kể từ giờ phút này, ngươi đã thua. Vừa rồi, khi bà ta nhấc lên nước hồ quỷ dị, Ninh Nhụy Nhụy đã phát hiện một chút manh mối. Mỗi lần nữ nhân này điều động linh khí, mơ hồ sẽ có một hắc tuyến từ trong đan điền khí hải chui ra ngoài. Sau đó tản ra toàn thân. Ninh Nhụy Nhụy không biết đây chính là do công pháp của đối phương đưa đến hay là đặc tính của tiên tộc. Tóm lại, nàng đã ghi nhớ đặc điểm này, cảm thấy rất có thể có điểm kỳ lạ bên trong. Vừa rồi, nàng đã thử một chút, quả nhiên ấn chứng phỏng đoán của nàng. Loại người to mồm, ta đã gặp rất nhiều trong mấy năm qua. Nữ nhân áo tơi rất nhanh điều chỉnh xong, bà ta đứng dậy, thân hình lóe lên. Tiếp tục xông về phía Ninh Nhụy Nhụy. Bành! Lại một cước. Lần này đá vào sau lưng nữ nhân áo tơi, trực tiếp đánh gãy con đường vận chuyển linh khí của bà ta. Nữ nhân áo tơi một lần nữa phun máu tươi, dưới chân mềm nhũn, quỵ một chân xuống đất. Bà ta nghiến chặt răng muốn đứng lên, đáng tiếc dư lực không đủ. Đừng vùng vẫy nữa, như vậy sơ hở của ngươi sẽ càng ngày càng nhiều. Ninh Nhụy Nhụy cũng không quá hào hứng. Điều này cũng có liên quan đến hoàn cảnh thi đấu thời gian dài của nàng. Tranh tài chỉ có thắng thua chứ không có quyết định sinh tử. Nữ nhân áo tơi vẫn kiên trì, ta không thể nào thua được, cũng không có khả năng thua trong tay đám phàm nhân các ngươi. Phàm nhân các ngươi mạo phạm uy nghiêm tiên tộc, toàn bộ đều đáng chết. Nơi này là trái đất, chẳng phải thế giới thần tiên gì đó của các ngươi.
Ninh Nhụy Nhụy im lặng, kiểu cách đó của ngươi không dùng được ở đây, hiểu chưa? Nếu không phải linh khí ở cái nơi rách nát này quá mỏng manh, tiên tộc chúng ta làm sao luân lạc đến mức chỉ còn lại một mình ta? Nữ nhân áo tơi vẫn nghiến chặt răng, dáng chống đỡ đứng dậy, lời nói ra lại có chút bi thương, hiển nhiên cũng cảm giác được vận mệnh mà bà ta sắp đối mặt. Ninh Nhụy Nhụy vẫn bình thản như cũ, ta đồng tình với tao ngộ của các ngươi, nhưng trái đất của chúng ta cũng chưa từng hoan nghênh các ngươi đến. Ai mà thèm đến cái nơi rách nát này, nếu không phải Phù Diêu tiện nhân kia đắc tội với ma la giới võ a. Nữ nhân áo tơi vừa mới định lên tiếng nói ra tên của một người, bỗng dưng cổ họng bị người nào đó bóp lấy, mắt trắng dã, sau đó không còn hơi thở nữa. Ninh Nhụy Nhụy giật mình, vội vàng kêu lên, Hạ Thiên. Hạ Thiên đang nói chuyện với Dương San, nghe tiếng Ninh Nhụy Nhụy gọi, lập tức bay đến, tiểu muội chân dài, chuyện gì thế? Bà ta chết rồi. Ninh Nhụy Nhụy chỉ vào nữ nhân áo tơi đã tê liệt nằm dưới đất. Hạ Thiên thờ ơ nói, một người quái dị, chết thì chết chứ sao? Tiểu muội chân dài, nàng đã từng giết người, chẳng lẽ lần này lại có gánh nặng trong lòng? Nhưng mà, Ninh Nhụy Nhụy nhất thời không biết nên miêu tả như thế nào. Nàng do dự 2-3 giây, sau đó nói, bà ấy không phải do ta giết. Vừa rồi bà ấy định nói cái gì đó, nhưng còn chưa nói xong, người bỗng nhiên chết liền. Sao? Hạ Thiên nghe Ninh Nhụy Nhụy nói, không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn tiến lên kiểm tra nữ nhân áo tơi, đúng là có chút kỳ quái. Bà ta chẳng những đã chết, hơn nữa hồn phách còn bị diệt, nhất định không phải nàng giết rồi. Nói đến đây, Hạ Thiên bỗng nhiên dừng lại. Nữ nhân này chắc chắn không phải Ninh Nhụy Nhụy giết, bởi vì nàng ấy không có bản lãnh đó, cũng không làm mấy chuyện tương tự như thế này. Như vậy, gần đây chắc chắn còn có tu tiên giả đang ẩn núp. Điều khiến cho Hạ Thiên cảm thấy kiêng kỵ chính là, hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của người này. Là ai thế? Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt, sau đó chợt nhớ đến một việc, đúng rồi, lúc đó ta có gặp một lão đầu đội nón lá vành trúc bên hồ Thấm Nguyệt. Chính ông ta đã dẫn ta đến đây, có phải là do ông ta làm không nhỉ? Hạ Thiên hỏi, tiểu muội chân dài, lão đầu nhi mà nàng nói có phải đang ở trong ngôi làng đằng trước? Đúng vậy. Ninh Nhụy Nhụy đưa tay chỉ căn nhà tranh trước mặt, sau khi lão đầu nhi đó đưa ta đến đây, ông ta đã tiến vào căn nhà tranh kia. Tiếp theo, nàng nhẹ giọng hỏi, có phải lão đầu kia có vấn đề hay không? Ta cũng không rõ lắm. Hạ Thiên từ chối cho ý kiến, qua đó thì biết thôi. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu nói, đi, chúng ta qua bên đó. Hai người đi đi, ta ở lại đây chăm sóc Hân Hân. Dương San không đi, vẫn lo dìu Hàn Nhạc Hân. Ninh Nhụy Nhụy có chút lo lắng, nếu không thì ngươi cùng đi luôn đi. Dương San biết Ninh Nhụy Nhụy lo lắng điều gì, sai lầm tương tự, ta sẽ không mắc phải lần thứ hai đâu. Tiểu muội chân dài, nàng không cần lo lắng. Hạ Thiên khoát tay, ta đã đưa pháp bảo của nữ nhân kia cho vợ tiểu tiểu Dương phòng thân. Tạm thời cũng đủ dùng rồi. Tuy nhiên, hắn vẫn dặn dò Dương San, tuy nhiên, vợ tiểu tiểu Dương, bây giờ nàng hãy từ đáy hồ trở lại hồ Thấm Nguyệt đi. Được rồi. Dương San cũng không do dự, ôm lấy Hàn Nhạc Hân nhảy xuống hồ, thông qua khe nứt đáy hồ, chỉ một lát sau đã chui ra hồ Thấm Nguyệt, sau đó mang Hàn Nhạc Hân về lại biệt thự của các nàng. Nhìn hai người Dương San rời đi, lúc này Hạ Thiên mới cùng với Ninh Nhụy Nhụy bước đến trước một gian nhà tranh. Lão gia gia, ta là người mà ông đã dẫn vào vườn nãy, ta có chút việc muốn tìm ông. Ninh Nhụy Nhụy ở trước cửa cao giọng chào hỏi. Trong phòng không có ai trả lời. Hạ Thiên nói, lão đầu nhi, ta biết ngươi đang ở bên trong, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, hẳn là muốn dẫn ta đến đây. Bây giờ ta đến rồi, ngươi cũng đừng giả bộ nữa. Không bao lâu sau, bên trong vang lên âm thanh của một lão giả, à, các ngươi vào đi. Bên trong nhà tranh, trang trí rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn, hai ghế trúc và một số song nồi. Còn có hai người. Một lão giả tóc bạc trắng và một thanh niên cơ thể cường tráng vô cùng. Sau khi Hạ Thiên bước vào, gương mặt của hắn hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Sắc mặt Ninh Nhụy Nhụy ngược lại vẫn bình thường. Tuy nhiên, nàng lại có chút hiếu kỳ. Trên thế giới này còn có chuyện khiến Hạ Thiên phải kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi biết lão gia gia kia?
Ninh Nhụy Nhụy nhẹ giọng hỏi. Hạ Thiên trả lời, không biết, nhưng ta biết người kia. Ninh Nhụy Nhụy thuận theo ánh mắt của Hạ Thiên nhìn về phía nam thanh niên. Người này cao tối thiểu 2 mét, làn da màu đồng cỏ, rất có lực trùng kích. Chủ nhân, nam thanh niên to con nhìn thấy Hạ Thiên, không chút do dự tiến lên cúi chào. Người này chính là tiểu đệ mới thu gần đây của Hạ Thiên, tên Thiết Kim Cương, nhũ danh Tiểu Hoàng. Đừng gọi ta chủ nhân, hãy gọi ta là đại ca. Hạ Thiên liếc mắt nhìn hắn ta, thuận miệng đính chính. Thiết Kim Cương gật đầu, đại ca. Tiểu Hoàng, tại sao ngươi lại ở đây? Hạ Thiên hỏi tiếp. Đây là nhà của ta, ông ấy là gia gia của ta. Thiết Kim Cương lập tức trả lời, mấy năm trước, ta xuống núi bị lạc đường, sau đó bị Bạch Gia bắt đi, từ đó không trở về núi được nữa. Ông lão tóc trắng cười khẽ, ta còn phải cảm ơn ngươi đã cứu cháu trai của ta. Tiểu lão nhân ở đây xin đa tạ. Lão đầu nhi, ngươi rất không tử tế rồi. Hạ Thiên khó chịu nói, ta cứu cháu của ngươi, ngươi lại còn tính toán ta. Ân công nói đùa rồi. Lão giả tóc trắng khoát tay, cười nói, tiểu lão nhân báo ân còn không kịp, làm sao mà tính toán ngươi chứ? Nếu không nhờ ta dẫn đường, vị tiểu thư kia làm sao có thể tìm tới được nơi này? Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, đúng, là ông ấy dẫn ta đến đây. Nói thì nói như thế, nhưng Ninh Nhụy Nhụy cũng không cho rằng lão đầu nhi có lòng tốt. Cũng có khả năng chính ông ta đã cố ý dẫn nàng đến đây, sau đó đánh một trận với nữ nhân áo tơi kia. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hạ Thiên đương nhiên biết Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ điều gì, vẫn khó chịu như cũ, lão đầu nhi, nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Tốt nhất ngươi đừng có dở trò gian, nếu không phải ngươi là gia gia của Tiểu Hoàng, ta đánh ngươi cũng không sai. Lão giả tóc trắng mỉm cười, tại sao tính tình của người trẻ tuổi lại nóng nảy đến như thế? Như vậy không tốt đâu, tiểu lão nhân nói thế nào cũng lớn hơn ngươi mấy chục tuổi, ngươi nên khách sáo một chút mới đúng chứ. Nếu ngươi còn cứ quanh co lòng vòng, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nóng tính. Hạ Thiên xưa nay không nuông chiều tật xấu của người khác, nhất là những người thích tỏ vẻ trưởng bối trước mặt hắn. Gia gia, ông nên nói rõ mọi chuyện cho đại ca nghe đây. Thiết Kim Cương bị kẹp ở giữa, có chút không chịu nổi, đành phải thuyết phục lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng nhìn biểu hiện của Thiết Kim Cương, càng thêm bất đắc dĩ, không khỏi thở dài thật sâu, được rồi, ân công ngươi muốn biết cái gì, tiểu lão nhân tuyệt đối cam đoan biết gì nói nấy. Vừa rồi, nữ nhân bên ngoài kia là do ông giết sao? Ninh Nhụy Nhụy đặt câu hỏi đầu tiên. Phải, mà cũng không phải. Lão giả tóc trắng trả lời lập lờ nước đôi. Hạ Thiên nghe xong, nắm đấm siết chặt, được rồi, ta cũng lười nghe nữa, trước đánh ngươi một trận rồi nói tiếp. Này này, chàng thanh niên, đừng có vội vã như thế. Lão giả tóc trắng nghe xong, vội vàng khoát tay, ngươi nghe ta nói hết đã. Trước bỏ nắm đấm xuống, sau đó ngồi xuống nói chuyện. Nói xong, ông lại quay sang nói với Thiết Kim Cương, a trà, người đi nấu nước pha trà cho ân công và vị tiểu thư này đi. Không cần đâu. Ninh Nhụy Nhụy nói, ông nên trả lời vấn đề của ta một cách dứt khoát đi. Hạ Thiên cũng lên tiếng, đừng lãng phí thời gian nữa. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Lão đầu nhi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ha ha, Hạ Thiên. Người biết ta là người như thế nào không? Lão giả tóc trắng cười khẽ, không trả lời mà hỏi lại. Hạ Thiên khinh thường nói, người đừng nói với ta ngươi cũng là loại hình tiên tộc ma tộc gì đó nữa nhé. Ta chán nghe rồi. Vừa rồi nữ nhân kia cũng nói mình là hắc thủy tiên tộc gì đó. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên bổ sung một câu, bây giờ bà ta đã chết rồi. Thế thì không phải. Lão giả tóc trắng lắc đầu, ta chỉ là nhân loại bình thường. Bởi vì tu luyện công pháp có chút đặc biệt, cho nên hình thể của ta hơi bị dị dạng. Ví dụ như A Trà, cũng bởi vì môn công pháp này, hình thể mới trở nên khổng lồ như thế. Chúng ta ẩn cư ở đây cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho một vật. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi hỏi, bảo vệ thứ gì? Mồi câu. Lão giả tóc trắng đáp. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, đầu đầy vấn đề cá, mồi câu. Đây là ý gì? Chính là cái này. Lão giả tóc trắng bỗng nhiên lấy ra một vật từ trong ngực, chậm rãi mở bàn tay ra. Chỉ thấy lòng bàn tay của ông hiện lên một tinh hạch nhỏ bằng hạt gạo,
phát ra ánh sáng ở chính giữa. Đây không phải ý chí mảnh vỡ trái đất sao? Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy thứ này, trong đầu lập tức hiện ra từ đó. Sau khi nữ nhân của Hạ Thiên lập nhóm chat trên WeChat, ngày nào cũng nói chuyện phiếm với nhau. Ngoại trừ những chuyện vặt vãnh, cũng sẽ nói về những nguy hiểm và kiến thức mà mình đã trải qua. Ví dụ như mảnh vỡ ý chí trái đất, các nàng đều đã biết được. Thậm chí còn nghe Tô Bối Bối đề cập đến, trước đó Hạ Thiên ở đảo Cuồng Hoan, hắn còn đưa mảnh vỡ ý chí trái đất cho cung chủ Thiên Cung. Hạ Thiên cầm lấy thứ này, cảm giác không giống, đây không phải mảnh vỡ ý chí trái đất. Ngươi lấy được nó từ chỗ nào? Dĩ nhiên không phải rồi. Lão giả tóc trắng cười khẽ, tùy ý nói, thứ này gọi là tinh hạch tinh cầu, cũng có thể gọi là mảnh vỡ thiên đạo. Ở liên minh tu tiên còn có một cách gọi khác, cái này thì ta không biết. Ngươi là người của liên minh tu tiên? Ánh mắt Hạ Thiên ngưng lại, lạnh lùng hỏi. Không phải. Lão giả tóc trắng lắc đầu, sau đó giải thích, tộc của chúng ta được người ta nhờ và mới bảo vệ cho thứ này. Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được hỏi, vậy mảnh vỡ trong tay ông rốt cuộc là từ đâu mà có? Nó có liên quan gì đến liên minh tu tiên hay không? Ông nói mỗi câu rốt cuộc là ý gì? Có liên quan gì đến vật này không? Còn nữa, liên tiếp các vấn đề giống như súng máy bắn liên thanh khiến lão giả tóc trắng ngẩn người. Ninh tiểu thư, không cần sốt ruột, chúng ta còn nhiều thời gian, cứ chậm rãi trò chuyện là được. Lão giả tóc trắng nhanh chóng cất mảnh vỡ đi, mỉm cười nói với Hạ Thiên, ta muốn nhờ ngươi giúp ta làm một chuyện. Làm xong, ta tặng mảnh vỡ này cho ngươi. Đây chính là món đồ rất tốt. Hạ Thiên nói, ta hoàn toàn chẳng có hứng thú với mấy loại mảnh vỡ này, ngươi tìm nhầm người rồi. Không, không có tìm nhầm đâu. Lão giả tóc trắng kiên định nói, ở tinh cầu này, ta đã tìm rất lâu, đồng thời cũng tìm rất nhiều năm, càng tìm không ít người nhưng không một ai có thể khiến cho ta hài lòng. Ngươi chính là người duy nhất khiến cho ta cảm thấy có khả năng thành công. Lão đầu nhi, lỗ tai ngươi có bệnh đúng không? Hạ Thiên hờ hững nói, ta đã nói ta không có hứng thú. Lão giả tóc trắng mỉm cười, đã sớm có đoán trước, ngươi cũng đã biết mảnh vỡ này là của thế giới nào rồi đúng không? Không biết, cũng không muốn biết. Hạ Thiên không bao giờ muốn thuận theo mạch suy nghĩ của người khác mà đi. Trừ phi đối phương là nữ nhân của hắn hoặc mỹ nữ tuyệt thế. Nếu ta nói mảnh vỡ này đến từ tu tiên liên minh thì sao? Lão giả tóc trắng cũng không sốt ruột, gương mặt hiện lên sự tự tin, chỉ cần ngươi có được nó, ngươi có thể từ đó phân tích ra một số tin tức liên quan đến liên minh tu tiên, thậm chí còn sớm cảm giác được sự kinh khủng của sâu không vô tận. Nghe xong, Hạ Thiên quả nhiên có chút hứng thú. Hắn hỏi, người xác định thông qua thứ này có thể nắm giữ được tin tức bên trong liên minh tu tiên. Đương nhiên, đây chính là tinh hạch tinh cầu. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ nhưng cũng đã ngưng tụ được tinh hoa của thế giới đó. Lão giả tóc trắng gật đầu, biểu hiện vô cùng chắc chắn, thứ này được truyền thừa từ tổ tiên, tuyệt đối không có sai lầm. Về phần có thể thu được bao nhiêu tin tức, vậy thì phải dựa vào tạo hóa của ngươi. Hạ Thiên lười biếng nói, được, ngươi đưa thứ đó cho ta. Ngươi không hỏi xem ta nhờ ngươi hỗ trợ làm gì sao? Lão giả tóc trắng thấy Hạ Thiên đồng ý một cách dứt khoát như thế, ngược lại có chút do dự. Hạ Thiên khinh thường nói, mặc kệ là chuyện gì, ngươi chỉ cần nói ra, ta đều cho ngươi hết, sau đó hai chúng ta không còn nợ nhau, chỉ đơn giản như vậy. Nói cũng phải. Lão giả tóc trắng im lặng một chút, sau đó mỉm cười. Ha ha ha, vẫn là ngươi rộng rãi. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Sau khi nghe xong, ngươi hãy quyết định có nên tiếp tục hay không. Hạ Thiên nói, có dám mau thả đi. Ngươi, a, à. Lão giả tóc trắng không nghĩ đến Hạ Thiên lại không tôn trọng ông như thế, nhưng ông cũng lười so đo, vừa nãy ta cũng đã nói qua, mặc dù thứ này có tác dụng rất lớn nhưng tương tự cũng là mồi nhử của một số người ở liên minh tu tiên âm thầm đưa đến chư thiên vạn giới. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, như thế nghĩa là sao? Có thứ này ở tinh cầu, linh khí sẽ bị nó mang theo. Mặc kệ có cơ duyên gì, hạn mức cao nhất của tu tiên giả cũng sẽ bị ngăn lại. Giọng nói của lão giả tóc trắng có chút nặng nề, một khi xuất hiện thiên tài tuyệt thế có thể phá cảnh, liên minh tu tiên sẽ phái người đến. Trực tiếp tiêu diệt tất cả tu tiên giả trên tinh cầu đó. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi tức giận,
như vậy quá bá đạo rồi. Có người phá cảnh, đây là chuyện tốt, không phải nên mời chào sao? Cái này thì ta cũng không rõ nữa. Lão giả tóc trắng lắc đầu, ta biết, đã có mấy thế giới bị hủy diệt. Trái đất bên này cũng đã bị áp chế mấy chục vạn năm. Cho đến vạn năm trước, khi Phù Diêu tiên tử đến, mới chế trụ những mồi nhử này. Trái đất cũng dần dần khôi phục lại linh khí. Hạ Thiên hơi mất kiên nhẫn, lão đầu nhi, đừng nói nhảm nữa, nói thẳng trọng điểm đi. Được rồi. Lão giả tóc trắng cười khổ, lập tức nói, mảnh vỡ này đến từ ma la giới của liên minh tu tiên. Nếu ngươi nhận, đồng nghĩa với việc ngươi lúc nào cũng có thể bị người của ma la giới phát hiện, sau đó, sinh linh trái đất rất có thể sẽ vì thế mà bị hủy diệt. Ninh Nhụy Nhụy bỗng nhiên hiểu ra, lạnh lùng nói, cho nên, ông không phải đưa cho chúng ta thứ tốt mà là đẩy một mối phiền phức ngập trời cho Hạ Thiên. Phiền phức vốn tồn tại cùng kỳ ngộ. Lão giả tóc trắng cũng không cảm thấy cách làm này của ông có bất cứ vấn đề gì, ánh mắt nhìn thẳng Hạ Thiên, chỉ xem ngươi có dám từ trong nguy hiểm tìm kiếm cơ duyên nghịch thiên hay không mà thôi. Hạ Thiên cũng không có quá nhiều hứng thú đối với cơ duyên. Chỉ cần băng hỏa linh thể vẫn còn có nghịch thiên bát châm, các bà vợ của hắn, cảnh giới của hắn cũng có thể một đường tiêu thăng. Hắn hứng thú đối với mảnh vỡ kia cũng chỉ có một điểm, chính là có thể thông qua nó biết được tin tức của liên minh tu tiên. Cho dù hắn và vợ của hắn có xem liên minh tu tiên là đại địch trong tương lai, bọn họ đối với nơi này lại hoàn toàn không biết gì cả. Mặc kệ về sau liên minh tu tiên là địch hay bạn, trước cũng phải tìm hiểu một phen rồi tính sau. Đây không phải là sợ mà là hưng phấn, vì đối thủ cường đại sắp đến mà cảm thấy hưng phấn. Hạ Thiên rất muốn biết liên minh tu tiên rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Hắn đã từ rất lâu rồi không có gặp được một đối thủ có thể khiến cho hắn đánh một cách thống khoái. Đương nhiên hắn cũng không ngốc, khát vọng chiến đấu là một chuyện, tự dưng kéo tất cả nữ nhân của hắn vào nguy hiểm lại là chuyện khác. Hắn sẽ không làm như vậy. Nếu ngươi sợ, không dám nhận, coi như ta chưa nói. Lão giả tóc trắng vẫn bình thản, dường như đã dự đoán được Hạ Thiên sẽ sinh lòng sợ hãi, dù sao người muốn thứ này cũng có khối người. Ví dụ như cung chủ thiên cung. Ninh Nhụy Nhụy nhớ đến một người, có chút không vui, Tô Mộng Lệ ẩn núp ở Tuyết Thành chính là vì vật trong tay ông. Nói đến đây, Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên hiểu ra một số chuyện, lạnh lùng nhìn lão giả tóc trắng, Tuyết Điếu Hội không phải là người của ông chứ. Vậy ông có quan hệ như thế nào với phái Tuyết Sơn? Mỹ nữ, người ngược lại rất nhạy cảm. Lão giả tóc trắng cười khẽ, cũng không giấu giếm, lão phu tên Cảnh Kỳ Hoan. Trước kia đúng là người của phái Tuyết Sơn, nhưng đã sớm thoát khỏi tông môn. Trong mắt người của phái Tuyết Sơn, ta là một người đã chết. Những chuyện ta làm, tất cả đều không có liên quan gì đến phái Tuyết Sơn. Các ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị phái Tuyết Sơn ghi hận. Hạ Thiên nói, môn phái rách nát đó, ta tiện tay cũng có thể diệt, có cái gì mà phải lo lắng chứ? Lão giả tóc trắng ngẩn người, một lúc lâu sau mới cười gượng, tiểu tử. Người đúng là người cực kỳ cuồng vọng, nhưng lão phu rất thích. Nói thẳng đi, người có muốn thứ này hay không? Lão đầu nhi, chẳng những lỗ tai của ngươi có vấn đề mà ngay cả trí nhớ cũng không được tốt. Hạ Thiên nói, vừa rồi ta cũng đã nói, thứ này ta muốn. Ngươi hãy nói nhanh đi, cần ta hỗ trợ cái gì? Lão giả tóc trắng cũng không thèm để ý đến sự châm chọc của Hạ Thiên, cười nói, thật ra ta muốn ngươi giúp ta tìm người. Đại khái khoảng 10 năm trước, có một nam nhân khoảng 30-40 tuổi đến thôn của chúng ta, sau đó đã lưu lại hai cái, xem như hai chữ trên bảng hiệu cổng thôn. Cổng thôn, chính là hai chữ dạ đế. Ninh Nhụy Nhụy nhớ lại hai chữ trên bảng hiệu bên ngoài cổng thôn. Có người nói là dạ đế, có người nói hắc thủy, cũng có người nói là đồ án. Biểu hiện của lão giả tóc trắng thoáng có chút phức tạp, chậm rãi nói, lần đầu tiên ta nhìn thấy. Chỉ thấy hắn ta vẽ lên hai cái vòng tròn. Hạ Thiên lười nghe mấy lời nói nhảm này, người nói mấy thứ hữu dụng được không? Hắn ta vẽ vòng tròn hay khoanh tròn thì có liên quan gì đến ta? Hữu dụng. Con người lão giả tóc trắng đảo một vòng, sau đó nói hắn ta không phải người trái đất, mà là tu tiên giả của một đại lục, không biết từ con đường nào biết được trong tay của ta có mảnh vỡ tinh hạch, cho nên muốn tìm ta đòi lại. Đương nhiên. Ta không thể nào đưa cho hắn ta. Sau đó, hắn ta lưu lại hai cái vòng tròn ngoài cửa thôn rồi rời đi.
Tại sao hắn ta lại vẽ hai cái vòng tròn đó? Vì sao hai vòng tròn lại biến thành chữ? Ninh Nhụy Nhụy cảm giác việc này có chút kỳ quặc, còn nữa, sau khi hắn ta viết xong hai chữ kia, cũng không nói cái gì khác sao? Lão giả tóc trắng lắc đầu, không có. Ta đại khái đoán được người kia là ai rồi. Hạ Thiên nói. Ninh Nhụy Nhụy từ lời nói của lão đầu nhi không tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng nào, thật sự là không có đầu mối, làm sao ngươi đoán được? Thật ra cũng không cần đoán. Hạ Thiên nói, vẻ mặt vân đạm phong khinh, người này chính là Nhiếp Tử Hùng, trước kia bị Bách Thiên Lang của Tiên Vân Đại Lục đoạt xá, về sau biến thành phân thân của Bách Thiên Lang, thay thế hắn ta hành tẩu ở trái đất. Thời gian trước, Bách Thiên Lang đã gửi tin cho nhóm người thần tiên tỷ tỷ, nói phân thân của hắn ta mất tích, nhờ ta hỗ trợ tìm kiếm. Ninh Nhụy Nhụy chưa từng nghe nói qua người này, chỉ nghe Y Tiểu Âm và A Cửu đề cập đến trận chiến 12 năm trước. Nhưng cụ thể người nào tham gia thì nàng cũng không biết rõ cho lắm. Nếu ngươi đã biết là ai, vậy thì càng tốt hơn. Lão giả tóc trắng mỉm cười, có chút cao hứng nói, năm đó, hắn ta dựa vào ta mà trộm đi một pháp bảo. Sau khi ngươi tìm được hắn ta, nhớ giúp ta lấy lại, đồng thời bảo hắn ta giải thích hai cái vòng tròn kia có ý nghĩa gì. Hạ Thiên thản nhiên nói, chuyện này đơn giản thôi, tìm được hắn ta, sau đó dẫn hắn ta đến gặp ngươi. Người muốn biết cái gì thì tự mình hỏi hắn ta. Vậy thì không thể nào tốt hơn. Lão giả tóc trắng gật đầu, vô cùng hài lòng với câu trả lời của Hạ Thiên, sau đó lấy ra mảnh vỡ bỏ vào một cái bình vuông trong suốt đưa cho Hạ Thiên, thứ này cho ngươi, dùng như thế nào, có hậu quả ra sao, đó chính là chuyện của ngươi. Hạ Thiên cũng không khách sáo, nói với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, nàng cất thứ này đi. Ta... Ninh Nhụy Nhụy có chút do dự nói với Hạ Thiên, ta cất. Nàng cứ cất trước đi, quần áo của ta không có túi. Hạ Thiên tùy ý nói. Ninh Nhụy Nhụy im lặng, đây cũng được xem là lý do. Nhưng nàng cũng không phản đối, cầm lấy cái bình trong suốt kia đặt cùng một chỗ với Lưu Vân Thiết Nhận. Đồ đã đưa cho ngươi, chuyện thì ngươi cũng đã đồng ý, ta không giữ các ngươi nữa. Lão giả tóc trắng ho nhẹ hai tiếng. Làm ra vẻ mệt mỏi, lão già ta cảm thấy mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, không tiễn. Hạ Thiên đương nhiên cũng lười ở lại nói nhảm với lão đầu tử. Hắn đứng dậy, nói với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, chúng ta đi thôi, nơi này chán muốn chết. Bây giờ đi sao? Ninh Nhụy Nhụy nghi hoặc hỏi, chuyện vừa mới bắt đầu, tại sao lại đi? Đã làm xong chuyện rồi, ở lại làm gì? Hạ Thiên nói. Ninh Nhụy Nhụy mờ mịt, đã làm xong. Mặc dù vừa rồi giống như cái gì cũng đã nói, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng có cái nào nói cho ra hồn đâu. Liên quan đến Nhiếp Tử Hùng rốt cuộc muốn làm gì, nội dung trò chuyện cụ thể với lão đầu nhi, còn có rất nhiều chuyện cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hạ Thiên chẳng lẽ tuyệt không hoài nghi lão đầu nhi đang nói hưu nói vượn sao? Chẳng lẽ lão đầu nhi đó không lo lắng Hạ Thiên sẽ lật lọng? Ninh Nhụy Nhụy đương nhiên biết Hạ Thiên khinh thường làm như thế, nhưng lão đầu nhi kia lần đầu tiên gặp Hạ Thiên, dựa vào cái gì mà ông lại tin tưởng hắn như vậy? Nhưng bất luận lão giả tóc trắng hay là Hạ Thiên, tất cả đều hoàn toàn không quan tâm chuyện này, giống như sự tin tưởng chỉ đơn giản như vậy mà thôi. A chà, người cũng đi cùng Hạ Thiên đi. Khi Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy sắp rời khỏi nhà, lão giả tóc trắng bỗng nhiên dặn dò Thiết Kim Cương. Đã nhận đại ca, ngươi nên đi theo hắn. Đây là lòng trung thành mà bộ tộc chúng ta phải tuân theo. Vâng, ra ra. Thiết Kim Cương nghe ra ý tại ngôn ngoại, lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái với lão giả tóc trắng, sau đó đứng lên đi theo sau lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không nói thêm câu nào, vẫn dáng vẻ lười biếng ôm Ninh Nhụy Nhụy rời khỏi nhà. Ngươi có muốn đi xem hai cái chữ kia hay không? Ninh Nhụy Nhụy tiện tay chỉ vào vị trí cổng thôn. Hạ Thiên nói, không cần. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nàng luôn cảm giác tấm bảng đó hẳn có đồ vật quan trọng, chữ phía trên nhất định ẩn chứa một số thâm ý. Tuy nhiên, nếu Hạ Thiên đã cảm thấy không quan trọng, vậy thì cứ tùy theo hắn. Chỉ là nàng không nghĩ đến, Hạ Thiên lại phân phó Thiết Kim Cương, Tiểu Hoàng, người tháo tấm bảng kia mang đi theo luôn đi. Vâng. Chủ, đại ca. Thiết Kim Cương lên tiếng, sau đó sải bước ra cổng thôn, tháo tấm bảng hiệu xuống, vác lên trên vai.
Lão giả tóc trắng đứng ngay cửa mỉm cười, cũng không nói gì. Hạ Thiên cùng với Ninh Nhụy Nhụy rất nhanh rời đi, Thiết Kim Cương cũng theo sát đằng sau. Ba người đi một hồi, lại có một người xuất hiện trước mặt lão giả tóc trắng, là Tô Mộng Lệ. Ngươi đến chậm rồi, đồ đã đưa cho Hạ Thiên. Lão giả tóc trắng nhìn Tô Mộng Lệ một chút, lạnh lùng nói. Tô Mộng Lệ thản nhiên đáp, ta biết. Xin lỗi. Lão giả tóc trắng không hề có chút áy náy nói một câu xin lỗi, ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, khi ngươi về lại thiên cung, hẳn sẽ bị trách phạt. Tô Mộng Lệ mỉm cười, thật ra lại ngược lại. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lão giả tóc trắng nghi ngờ hỏi, cung chủ các ngươi cầu thứ này nhiều năm như thế, chẳng lẽ nàng ta bỗng nhiên đổi tính rồi? Hay là nàng ta hoàn toàn chắc chắn có thể cướp được thứ đó trong tay Hạ Thiên? Không cần cướp. Tô Mộng Lệ nói, thật ra, chúng ta và Hạ Thiên xem như cùng một bọn. Ngươi đưa đồ cho hắn, ta cũng có thể bàn giao lại. Lão giả tóc trắng cười nhạo, nếu ta điều tra không sai, thiên cung các ngươi đã phái người đi ám sát Hạ Thiên. Đã có mấy thiên vương gì đó chết trong tay hắn. Không sai, đúng là có chuyện như vậy. Tô Mộng Lệ gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhưng phái người đi giết Hạ Thiên và là đồng bọn với Hạ Thiên hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói, mặc dù ta đã già, nhưng còn chưa đến mức hồ đồ. Mấy lời nói nhảm này có thể gạt được ai? Đây là sự thật, không cần lừa gạt. Tô Mộng Lệ có chút mệt mỏi nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nhưng ta có lòng tốt nhắc nhở cảnh trưởng môn một chút, chuyện của phái Tuyết Sơn đã loạn thành một bầy, người thật sự không có ý định quản hay sao? Ta đã sớm không còn là trưởng môn phái Tuyết Sơn. Phái Tuyết Sơn và ta đã không còn liên quan gì đến nhau. Biểu hiện của lão giả tóc trắng vô cùng hờ hững, giọng nói như giếng cổ không gợn sóng, còn nữa, băng nhi có thể xử lý thích đáng, ta cần chi phải chắn ngang một cước chứ. Tô Mộng Lệ mỉm cười, chỉ sợ chưa hẳn đã là như thế. Vợ của ngươi băng vạn phách đã mời người trong liên minh cửu sơn, cho dù phong ba được bình ổn, phái Tuyết Sơn các ngươi hơn phân nửa cũng sẽ bị chia cắt. Điều này chẳng liên quan gì đến ta. Lão giả tóc trắng vẫn bình thản như cũ hơn nữa lại càng không liên quan đến thiên cung các ngươi. Lông mày Tô Mộng Lệ cau lại, có chút trào phúng, ngươi liệu định Hạ Thiên sẽ giúp ngươi xử lý sạch sẽ, cho nên ngươi mới bình tĩnh như thế sao? Lão giả tóc trắng thản nhiên nói, ta cũng không lợi dụng Hạ Thiên. Hắn không phải người ngu, đây là một cục diện có lợi cho cả hai. Chỉ sợ Hạ Thiên sẽ không thích. Tô Mộng Lệ cười nói, ngươi đoán sai tính cách của hắn, ngươi sẽ bị lật xe. Cẩn thận đến lúc đó, phái Tuyết Sơn sẽ bị Hạ Thiên dọn dẹp sạch sẽ. Phái Tuyết Sơn cũng nên đến lúc cải thiên hoán địa rồi. Lão giả tóc trắng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ông đưa mắt nhìn ngọn núi tuyết cao vút trong mây, thời đại đang quay cuồng. Những thứ trước kia đã lỗi thời. Đám lão già như chúng ta đã không theo kịp thời đại, vậy thì cũng đừng nên kéo chân thời đại sau. Tô Mộng Lệ nói, ngươi lại làm ra vẻ cao thâm nữa rồi. Nếu ngươi thật sự có lòng độ lượng như thế, ngươi cũng không tức giận đến mức lừa gạt nói mình bế sinh tử quan, sau đó âm thầm xuống núi ẩn cư. Ngươi nói sai rồi. Lão giả tóc trắng nhẹ nhàng chỉnh lại, ta vốn là người của thôn Tuyết Ẩn. Năm đó, ta làm trưởng môn phái Tuyết Sơn chỉ vì muốn báo ân. Về sau, ta phát hiện băng nhi có tâm tư muốn làm trưởng môn. Một ngày còn ta. Nàng ấy sẽ không có khả năng yên tâm. Tô Mộng Lệ hiển nhiên khinh thường lý do này, ngươi còn không phải trốn tránh trách nhiệm, ném cục diện rối rắm cho vợ của mình sao? Nói ra giống như ngươi nặng tình lắm vậy. Việc này chẳng liên quan gì đến ngươi, ngươi không có tư cách bình luận. Lão giả tóc trắng cũng lười giải thích. Vợ của ngươi sắp 100 tuổi rồi, lại còn phải vất vả trèo chống cục diện. Ngươi không cảm thấy bà ta có chút đáng thương sao? Gương mặt Tô Mộng Lệ hiện lên nụ cười giễu cợt, huống chi, đám đồ đệ của ngươi cũng liên hợp lại, dự định sẽ nổi bão trong thọ yến của bà ta vào 2 ngày sau. Ngươi thật sự không có ý định ra tay giúp vợ mình à? Lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mộng Lệ, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Thiên cung các ngươi không khỏi quản quá rộng đi. Không có gì, chỉ thuận miệng tâm sự mà thôi. Tô Mộng Lệ mỉm cười. Làm bộ vô tình nói, những người được gọi là hậu duệ tiên tộc trong tay ngươi hẳn còn không ít chứ. Biểu hiện của lão giả tóc trắng vẫn đạm mạc, làm sao? Thiên cung các ngươi cũng muốn người à?
Không có. Tô Mộng Lệ lắc đầu, chẳng qua ta cảm thấy những người được gọi là tiên tộc, ma tộc, thật ra cũng chỉ là hậu nhân thị bộc do Phù Diêu tiên tử mang đến vạn năm trước đó mà thôi. Bản lĩnh thì yếu vô cùng, tính tình lại kiêu ngạo giống như Đại La Kim Tiên, khó mà làm được chuyện lớn. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói, ngươi không phải cũng như vậy sao? Ngươi đoán sai rồi, ta không phải. Tô Mộng Lệ nói một cách ý vị sâu xa. Ngươi có phải hay không, lão phu cũng không có hứng thú muốn biết. Lão giả tóc trắng cũng không kiên nhẫn, chuyện của phái Tuyết Sơn cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Ngươi muốn quản tùy ngươi, không muốn quản cũng tùy ngươi. Tóm lại, ngươi đừng phiền đến ta. Tô Mộng Lệ cảm giác đối phương đã thật sự tức giận, cũng không nói thêm câu nào, được rồi, đúng là không có liên quan gì đến ta. Cáo từ. Hồ Thấm Nguyệt, bên trong một căn biệt thự của Bạch gia. Ông xã, Hân Hân còn chưa tỉnh lại, không biết có chuyện gì xảy ra với nàng ấy hay không nữa. Dương San đã rửa mặt xong, thay một bộ quần áo khác, nhưng Hàn Nhạc Hân vẫn còn hôn mê, khiến cho nàng không khỏi có chút lo lắng. Hạ Thiên nói, nàng ta không sao đâu, ngủ đến nửa đêm sẽ tỉnh lại. Vậy thì tốt rồi. Dương San có chút yên lòng, công ty đã đặt vé sáng mai cho chúng ta. Nếu nàng ấy không tỉnh, vậy thì hơi chút phiền phức. Vợ Tiểu Tiểu Dương, ngày mai nàng về lại Thanh Phong Sơn sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy. Dương San đưa mắt nhìn Hạ Thiên, có chuyện gì à? Hạ Thiên đưa tay bế Dương San lên, cười nói, vậy thì chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Nàng đã đồng ý với ta mấy tư thế rồi đấy. Nói xong, không chờ Dương San kịp phản ứng, hắn đã bế nàng vào trong phòng, đóng cửa lại. Đúng là đại sắc lang, đồ lưu manh. Ninh Nhụy Nhụy hết nói nổi, tức giận trừng mắt nhìn cánh cửa, mắng to hai câu. Ngồi trong phòng khách, Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy buồn bực, quyết định lấy cái bình vuông ra, dự định quan sát một chút cái gọi là tinh hạch tinh cầu. Cái bình không lớn, chiều dài, chiều rộng, chiều cao ước chừng chỉ bằng ngón tay cái. Đặt vào lòng bàn tay, phải nhìn thật gần mới có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Chỉ thấy một tinh hạch to bằng hạt gạo nổi lơ lửng bên trong cái bình. Mỗi giờ mỗi khắc đều có một ít mảnh vụn ánh sáng tỏa ra. Rốt cuộc thứ này dùng để làm gì? Có tác dụng gì chứ? Ninh Nhụy Nhụy quan sát một hồi cũng không thu hoạch được gì, chỉ là có chút hiếu kỳ không biết nó được làm bằng vật liệu gì, có thể được sử dụng để làm gì. Nếu ngươi muốn biết, ngươi hãy mở cái bình ra, dùng linh khí kích thích một chút, nói không chừng sẽ biết ngay. Lúc này, một âm thanh trào phúng vang lên bên tai của nàng. Ninh Nhụy Nhụy nghe được âm thanh này, không khỏi sợ hãi cả kinh, vội cất cái bình, cơ thể cũng thuận thế lật về sau một cái, làm ra tư thái phòng ngự. Kết quả, nàng nhìn thấy người đến là Tô Mộng Lệ, người đến đây làm gì? Đương nhiên là đến để lấy đồ trong tay ngươi rồi. Tô Mộng Lệ cũng không che giấu mục đích của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh vỡ trong bình. Cái gì? Ninh Nhụy Nhụy vội cất cái bình. Cảnh giác nói, thứ này Hạ Thiên tạm thời giao cho ta bảo quản, người tốt nhất đừng có ý đồ với nó. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Yên tâm đi, ta chỉ nghĩ mà thôi, không đoạt của ngươi đâu. Tô Mộng Lệ chậm rãi rời bước, ngồi xuống ghế salon, mặt xích lại gần mặt Ninh Nhụy Nhụy, Ninh tỷ tỷ, ngươi có thể cho ta không? Ninh Nhụy Nhụy cảm nhận được hơi thở đối phương thổi vào mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu, vội thối lui hai bước. Trừng mắt nhìn Tô Mộng Lệ, ngươi đừng gọi ta là tỷ tỷ, tuổi tác của ngươi còn lớn hơn ta. Không sao, ngươi đến trước, ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ cũng là chuyện bình thường. Tô Mộng Lệ một chút cũng không để ý. Lời này của ngươi là có ý gì? Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy không tự chủ được dâng lên một sự khó chịu, cũng đoán được lời nói của nữ nhân kia có ý tại ngôn ngoại nhưng cũng không quá xác định. Tô Mộng Lệ mỉm cười kiều mị, ngươi cũng biết ta muốn làm nữ nhân của Hạ Thiên. Về sau chúng ta không phải là chị em với nhau sao? Ngươi đến trước, tất nhiên là chị của ta rồi. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đấy, ta còn chưa phải nữ nhân của hắn. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Nhụy Nhụy đỏ ửng lên, nổi giận mắng. Tô Mộng Lệ nhìn thấy biểu hiện của Ninh Nhụy Nhụy, cảm thấy rất thú vị còn không phải sao? Điều này nói rõ sớm muộn gì cũng sẽ phải. Đáng tiếc đến bây giờ Hạ Thiên vẫn không thích ta, cho nên ngươi vẫn là người đến trước. Ta không biết ngươi đang nói cái gì.
Ninh Nhụy Nhụy phát hiện trong lúc vô tình nàng đã rơi vào thế bị động, lập tức quyết định không dây dưa với đối phương ở phương diện này nữa, người phát xuân là chuyện của ngươi, không cần thiết phải nói với ta. Ta không có hứng thú nói nhảm với ngươi ở đây. Ngươi đừng nóng vội, ta tìm ngươi thật ra có một số chuyện. Nụ cười trên gương mặt Tô Mộng Lệ vô cùng mập mờ, một giây sau liền trở nên nghiêm túc, hơn nữa còn là chuyện quan trọng, không hề có chút nói đùa. Tô Mộng Lệ nói một cách rất trịnh trọng nhưng cũng không làm cho Ninh Nhụy Nhụy tin tưởng. Ninh Nhụy Nhụy ngược lại càng thêm hoài nghi nữ nhân kia không có ý tốt, ta và ngươi chẳng có chuyện gì để nói cả. Nếu ngươi đánh chủ ý vào mảnh vỡ này, ta khuyên ngươi nên thôi đi. Nếu muốn, ngươi có thể tìm Hạ Thiên để hỏi, còn ta thì không thể nào đưa cho ngươi. Đúng là cẩn thận. Tô Mộng Lệ mỉm cười ôn hòa, nhẹ giọng nói, ta không có ý đồ với nó, ta chỉ nghĩ một chút mà thôi. Chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền đến Hạ Thiên. Dù sao bây giờ hắn rất bận, hơn phân nửa phải bận rộn đến sáng ngày mai. Cần chi phải quấy rầy nhã hứng của hắn chứ? Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói, ngươi tưởng ta là đồ ngốc dễ lừa gạt như vậy sao? Vừa lúc ngược lại, ta cảm thấy ngươi là người thông minh, cho nên ta mới thương lượng với ngươi. Tô Mộng Lệ thành thật nói, bằng không, ta đã ra tay đoạt lấy rồi. Vậy ngươi có thể thử một chút, Ninh Nhụy Nhụy đối chọi gay gắt. Tô Mộng Lệ lắc đầu, không cần thiết phải như thế. Ta chỉ mượn để thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi. Chúng ta trao đổi, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Ninh Nhụy Nhụy hoàn toàn không có hứng thú, ta chẳng muốn biết bí mật gì cả, càng không có hứng thú muốn biết. Nếu ta nói bí mật này có liên quan đến cha mẹ ngươi thì sao? Khóe miệng Tô Mộng Lệ nhếch lên, lộ ra ý vị thâm trường, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao gia gia của ngươi lại không qua lại với cha mẹ của ngươi à? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao cha mẹ của ngươi lại di dân đến tinh đảo? Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt, ánh mắt lại càng thêm cảnh giác. Chuyện này xác thực vẫn luôn làm cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Từ nhỏ, nàng đã ở cùng với gia gia, gần như rất ít gặp cha mẹ ruột. Trong những lần đoàn viên ít ỏi, bầu không khí cũng có chút gượng ép. Nàng thật sự không biết nguyên nhân bên trong. Nàng suy đoán có thể vì tranh chấp tài sản, dẫn đến gia gia và cha mẹ nàng sinh ra khoảng cách. Dù sao, nhị thúc cũng bởi vì chuyện của Hồ gia mà trực tiếp phái sát thủ đến ám sát nàng. Chuyện đó, nàng không tin cha mẹ của nàng không hề phát hiện. Khi còn bé, nàng cũng hỏi gia gia của nàng chuyện này, nhưng gia gia không nói cho nàng biết, chỉ nói đợi sau khi nàng lớn lên sẽ biết. Cha mẹ của nàng cũng giữ kín chuyện này như bưng, cho nên, nguyên nhân thật sự bên trong, nàng thật sự không biết. Ta muốn biết thì tự ta sẽ đi tìm đáp án, không cần ngươi nói. Ninh Nhụy Nhụy cân nhắc một chút, rất nhanh đưa ra quyết đoán, hơn nữa, ta rất không thích hành vi của ngươi. Chuyện nhà của ta, không đến phiên người ngoài như ngươi lắm miệng. Tính tình đúng là không vừa. Tô Mộng Lệ thở dài, sau đó lắc đầu nói, đã như vậy thì quên đi, chẳng có ý nghĩa gì nữa. Ta đi đây. Nói xong, nàng ta chậm rãi bước ra cửa. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi cảm giác có chút không được hài hòa. Nàng ta đến một cách khó hiểu, đi cũng một cách khó hiểu. Chẳng lẽ chỉ đến tán dóc với nàng mà thôi? Nghĩ như vậy, Ninh Nhụy Nhụy mang theo sự cảnh giác đưa mắt nhìn Tô Mộng Lệ rời khỏi. Đợi một hồi, thân ảnh Tô Mộng Lệ dần dần biến trong tầm mắt của nàng, vẫn không hề làm ra bất cứ hành vi dị thường nào. Đúng là khó hiểu. Ninh Nhụy Nhụy trở lại ghế salon, cau mày, vẫn có chút nghĩ không ra nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Bỗng nhiên, trong đầu nàng dâng lên một ý niệm, lập tức đưa tay vào ngực, sờ vào một vị trí nào đó. Lưu Vân Thiết Nhận vẫn còn, nhưng cái bình vuông trong suốt chứa mảnh vỡ tinh hạch đã không còn. Ninh Nhụy Nhụy toát mồ hôi lạnh, lập tức phẫn nộ. Không cần suy nghĩ, nhất định là Tô Mộng Lệ đã trộm đồ của nàng. Dám trộm đồ của ta. Ninh Nhụy Nhụy lập tức lách mình đuổi theo, kích động quát to, lại còn trộm từ trong ngực của ta. Đây chính là sự khiêu khích trắng trợn. Tô Mộng Lệ, người đứng lại đó cho ta, không được chạy. Ninh Nhụy Nhụy vừa bước ra khỏi phòng, đi chưa được hai bước đã nghe sau lưng vang lên một giọng nói, ngươi tìm ta. Bành! Ninh Nhụy Nhụy không chút nghĩ ngợi, vặn người một cước đá bay. Đá mạnh như vậy, ngươi muốn đánh chết ta sao?
Tô Mộng Lệ dễ dàng ngăn lại đôi chân thon dài của Ninh Nhụy Nhụy, thậm chí còn sờ soáng hai lần, chân của ngươi vừa dài vừa trắng lại trơn nữa. Buông ra. Ninh Nhụy Nhụy hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mộng Lệ. Tô Mộng Lệ thả lỏng chân Ninh Nhụy Nhụy ra, chân của ngươi hoàn mỹ như vậy, khó trách Hạ Thiên lại thích ngươi như thế. Tuy nhiên, vì sao hắn lại gọi ngươi là tiểu muội chân dài? Chẳng lẽ còn có người chân vừa dài lại đẹp hơn ngươi? Liên quan gì đến ngươi? Ninh Nhụy Nhụy bất mãn trả lời một câu, sau đó duỗi tay ra, mau trả đồ lại cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Đồ gì? Ánh mắt Tô Mộng Lệ hiện lên sự mờ mịt. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mộng Lệ, người bớt giả ngu ở đây đi. Ta không thấy mảnh vỡ kia đâu cả. Không thấy, tại sao lại không thấy? Biểu hiện của Tô Mộng Lệ còn khẩn trương hơn cả Ninh Nhụy Nhụy, vật kia rất quan trọng. Nếu bị người hữu tâm lợi dụng, chúng ta sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Ninh Nhụy Nhụy cẩn thận quan sát biểu hiện của Tô Mộng Lệ, gằn từng chữ như cũ, đừng giả bộ nữa, mau trả lại đồ cho ta. Ngươi hoài nghi ta lấy của ngươi. Tô Mộng Lệ vẫn ngẩn người, tại sao ta lại phải làm như thế? Ngươi coi ta là loại người nào chứ? Vừa rồi trong phòng, ngoại trừ ngươi thì cũng chỉ có ta. Ninh Nhụy Nhụy cũng không tùy tiện tin tưởng Tô Mộng Lệ, bây giờ ta không thấy đồ của ta, nếu không phải ngươi thì còn ai? Tô Mộng Lệ bỗng nhiên mỉm cười, ai nói trong phòng chỉ có ta và ngươi? Sao? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi nghi hoặc, nhớ lại tình huống trong phòng. Chẳng lẽ còn có người thứ ba? Tuy nhiên, rất nhanh nàng đã bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mộng Lệ, không đúng, khi đó chỉ có hai chúng ta, ngươi đừng hòng lừa ta. Thần trí của ngươi đúng là không đủ linh mẫn. Tô Mộng Lệ cười khẽ, lộ ra biểu hiện ý vị thâm trường, ta phát hiện nhưng ngươi lại không phát hiện. Ngươi và Hạ Thiên không có cái kia sao? Ninh Nhụy Nhụy không hề có chút do dự. Móc ra Lưu Vân Thiết Nhận, ngươi cho rằng ta không biết hiệu ứng đèn than sao? Ngươi muốn dùng thủ đoạn này làm dao động ý chí của ta? Ngươi cho rằng mấy năm qua ta ăn không ngồi rồi à? Khi nàng nói những lời này, giọng điệu lộ ra một sự kiên định không thay đổi. Tô Mộng Lệ sửng sốt một hai giây, ánh mắt yên lặng nhìn Ninh Nhụy Nhụy, tràn đầy cảm xúc không thể nói nên lời. Một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng, cũng đúng, ngươi là thần thoại của giới thể thao mà. Nếu ý chí không kiên định, năm đó ngươi cũng không đoạt nhiều giải quán quân đến như thế. Ninh Nhụy Nhụy thờ ơ với những lời nói này, vẫn nhìn chằm chằm đối phương như cũ, chờ câu trả lời thuyết phục của Tô Mộng Lệ. Tuy nhiên, ngươi làm vận động viên của mình tốt biết bao nhiêu, tại sao lại phải làm tu tiên giả chứ? Tô Mộng Lệ nhìn không được lắc đầu thở dài, vừa cười vừa trêu chọc, ngươi quen biết tên đại sắc lang Hạ Thiên, bây giờ xem như. Đủ rồi. Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng cảnh cáo, ta không hứng thú nghe ngươi nói nhảm, mau trả đồ cho ta. Nụ cười trên gương mặt Tô Mộng Lệ dần dần thu lại, đồ không có ở chỗ của ta, ta cũng không lấy trộm của ngươi thứ gì. Loại hành vi đó, ta khinh thường. Thật không phải ngươi. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy biểu hiện vô cùng kiên định của Tô Mộng Lệ, xác thực không hề giống như nói láo. Nhưng nếu không phải nàng ấy thì sẽ là ai? Chẳng lẽ trong phòng còn có người khác? Nhưng nàng chỉ do dự một chút, sau đó một lần nữa nhìn Tô Mộng Lệ, ta tin vào phán đoán của mình, tuyệt đối là ngươi. Vậy ngươi không ngại lục soát một chút xem trên người ta có hay không? Tô Mộng Lệ cười lạnh, dang rộng hai tay, tư thái không hề phòng bị. Ninh Nhụy Nhụy cũng không lục soát, đồ bị lấy mất, người đầu tiên hoài nghi chính là Tô Mộng Lệ. Điều này rất bình thường. Nhưng chỉ vì hoài nghi mà lục soát người Tô Mộng Lệ. Điều này trái với chuẩn tắc làm người của nàng. Thật không phải ngươi. Ninh Nhụy Nhụy hỏi lại lần cuối, tốt nhất ngươi nên nói thật, nếu không, về sau chứng minh là do ngươi làm, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Tô Mộng Lệ thản nhiên nói, ta đã nói rồi, ta khinh thường làm mấy chuyện đó. Ninh Nhụy Nhụy cũng không còn tỏ thái độ với Tô Mộng Lệ, chỉ hỏi thêm một câu, vừa rồi ngươi nói trong phòng còn có một người cũng là thật. Xem như là thật. Tô Mộng Lệ giải thích một chút, thấy ánh mắt Ninh Nhụy Nhụy không đúng, vì thế liền bổ sung một câu, ta chỉ cảm nhận được một khí tức xa lạ, rồi rất nhanh liền biến mất không thấy đâu. Ban đầu, ta tưởng nó chỉ là ảo giác, nếu ngươi đã tìm, điều này nói rõ lúc đó có người.
Ninh Nhụy Nhụy không biết có nên tin tưởng lời nói của Tô Mộng Lệ hay không, bởi vì lúc đó nàng xác thực không cảm nhận được bất kỳ điều gì khác thường. Tiểu muội chân dài, nàng không cần suy nghĩ nhiều. Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên, không phải nàng ấy trộm đâu, mà lúc đó cũng không có ai ở đó. Ninh Nhụy Nhụy nghe được âm thanh, lập tức quay đầu lại, quả nhiên là Hạ Thiên. Tại sao ngươi, vật kia đâu? Ninh Nhụy Nhụy đang định hỏi tại sao ngươi lại ở đây, nhưng lời đến khóe miệng đã sửa lại, chẳng lẽ là do ngươi lấy? Hạ Thiên lắc đầu, cũng không phải ta. Thế rốt cuộc là ai? Tô Mộng Lệ cũng không hiểu Hạ Thiên cho lắm, chẳng lẽ có quỷ? Cũng không có quỷ, Hạ Thiên nói. Ninh Nhụy Nhụy mở to mắt, cảm giác có chút hoang đường, cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải. Chẳng lẽ nó mọc chân, sau đó tự mình bỏ đi? Tiểu muội chân dài, lần này nàng thông minh đấy, vừa đoán đã trúng. Hạ Thiên tán thưởng Ninh Nhụy Nhụy một câu. Bất hi hi ha ha đi, bây giờ chúng ta đang nói chuyện chính sự. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt, tức giận nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người mau nói đi. Hạ Thiên cũng không trả lời, chỉ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ninh Nhụy Nhụy trở về phòng khách. Tô Mộng Lệ cũng vội vàng đi theo. Cửa phòng ngủ mở ra, Dương San đã ra ngoài. Hạ Thiên phát hiện ánh mắt của Ninh Nhụy Nhụy hướng về phòng ngủ, thuận miệng nói. Vợ Tiểu Tiểu Dương nhận được điện thoại, có việc gấp phải về Thanh Phong Sơn. Nhờ ta cứu tỉnh đồng nghiệp của nàng ấy, sau đó nàng ấy liền đi ngay. Ngươi ngược lại phong lưu nhỉ. Tô Mộng Lệ liếc nhìn qua phòng ngủ, mỉm cười trêu chọc, chỉ là lần này, thời gian có chút ngắn. Nếu về sau đều là như vậy, cuộc sống sinh hoạt có đủ hạnh phúc hay không? Ninh Nhụy Nhụy có chút khó chịu, hỏi lại một câu, vậy ngươi có muốn thử một chút hay không? Được chứ, Tô Mộng Lệ bắt chéo hai chân, biểu hiện vô cùng hứng thú. Ánh mắt di chuyển về phía Hạ Thiên, ta thật sự rất vui lòng thử một chút, chỉ sợ Hạ Thiên không đồng ý mà thôi. Quên đi, ta hoàn toàn không có hứng thú với ngươi. Hạ Thiên nói, Tô Mộng Lệ lộ ra thần sắc tiếc nuối, a, vậy thì tiếc quá. Chẳng lẽ ngươi đổi tính rồi, ngươi không phải sắc lang sao? Ninh Nhụy Nhụy cũng có chút nghi hoặc, dù sao Tô Mộng Lệ cũng là đại mỹ nữ, dựa theo tính cách háo sắc của Hạ Thiên. Không có lý nào lại bỏ qua, mỹ nữ đưa đến cửa, ngươi lại không muốn. Điều này không nhất quán với thuộc tính lưu manh của ngươi. Tiểu muội chân dài, ta đã nói với nàng rất nhiều lần rồi. Ta không phải sắc lang, cũng không phải lưu manh. Hạ Thiên nghiêm túc giải thích, ta cũng không phải gặp một người đẹp thì sẽ yêu một người, phẩm vị của ta rất cao đấy. Tô Mộng Lệ có chút thương tâm, hai, có thể là do ngoại hình của ta không đủ. Cho nên ngươi mới không động tâm. Ngươi không đủ xinh đẹp. Quan trọng nhất, ngươi không thật sự xinh đẹp. Ánh mắt Hạ Thiên nghiền ngẫm nhìn Tô Mộng Lệ. Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt. Nghe ý của Hạ Thiên, hình dáng của Tô Mộng Lệ cũng không phải hình dáng thật sự của nàng. Không phải thật, nhưng cũng không phải giả. Tô Mộng Lệ mỉm cười, ngươi thích xinh đẹp bao nhiêu, ta có thể trở nên xinh đẹp bấy nhiêu. Không hứng thú, Hạ Thiên nhếch miệng. Khóe miệng Tô Mộng Lệ nhếch lên, ý vị thâm trường nói, sau khi cha trở nên xinh đẹp hơn, ngươi cũng đừng hối hận. Ta xưa nay không có hối hận. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Được rồi, không nói nhảm nữa. Ninh Nhụy Nhụy không biết hai người đang dở trò gì, lập tức kéo cả hai về chủ đề chính, vật kia rốt cuộc là do ai mang đi. Tại sao lại không còn? Tô Mộng Lệ cũng khá hiếu kỳ với điều này, thuận miệng nói, đúng vậy. Điều này nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Nếu không, ta sẽ gánh tiếng oan mất. Vật kia đúng là tự đi. Hạ Thiên giải thích, đương nhiên cũng có thể là do lão đầu nhi kia giở trò, hoặc có thể nói cái bình kia có vấn đề. Mảnh vỡ có phản ứng ngược, phá vỡ cái bình rồi bỏ chạy. Ngay cả ngươi cũng không thể xác định. Ninh Nhụy Nhụy có chút ngoài ý muốn, không phải ngươi không gì không biết sao. Hạ Thiên nói, tiểu muội chân dài. Nàng đang mỉa mai ta. Nàng có tin ta đánh nàng hay không? Điều này cũng bình thường thôi. Tô Mộng Lệ là người đầu tiên tiếp nhận thuyết pháp này, còn thay Hạ Thiên giải thích, Hạ Thiên không thể cái gì cũng biết hết. Dù sao hắn cũng chỉ là người, những gì mà hắn đã học đều do các sư phụ của hắn dạy hoặc Nguyệt Thanh Nhã. Nếu chuyện mà bọn họ không biết hoặc đồ bọn họ chưa gặp qua, Hạ Thiên từ đâu mà biết chứ?
Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta biết nhiều thứ hơn ba vị sư phụ của ta rất nhiều, nhưng vẫn còn thua kém thần tiên tỷ tỷ một chút. Lần đầu tiên ta thấy ngươi khiêm tốn như vậy. Ninh Nhụy Nhụy cười khẽ, trước kia không phải ngươi lúc nào cũng cha thiên hạ mẹ thiên nhiên sao? Hạ Thiên lập tức chỉnh lại, tiểu muội chân dài, nàng nói sai rồi, ta không phải cha thiên hạ mẹ thiên nhiên gì cả. Không đúng, ta chính là trời. Về sau, người đừng xưng là đệ nhất thiên hạ nữa mà hãy xưng là đệ nhất thiên thượng. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói. Hạ Thiên ngược lại bắt đầu suy tính vấn đề này. Nếu mảnh vỡ đó tự mình bỏ trốn, vậy chúng ta gặp phiền phức rồi. Gương mặt Tô Mộng Lệ hiện lên sự ngưng trọng, mảnh vụn này đến từ ma la giới của Liên minh Tu Tiên. Nếu chẳng may để cho Liên minh Tu Tiên chú ý, đó không phải chuyện đùa. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Hạ Thiên thuận miệng nói, ta đã sớm bao phủ một lớp băng hỏa linh khí bên ngoài cái bình. Nó không kiên trì được bao lâu sẽ bị băng hỏa linh khí hủy diệt. Tô Mộng Lệ vẫn không yên, chỉ là cũng không có cách nào khác, tốt nhất là như thế. Cùng lúc đó, bên trong khe nứt không gian nào đó, một cái bình vuông đột nhiên nổ tung. Mảnh vỡ trong bình bỗng dưng hóa thành lưu quang, đang muốn lóe lên rồi biến mất, bỗng nhiên bị một luồng hàn khí xâm nhiễm, trực tiếp bị đông cứng. Mảnh vỡ phát ra ánh sáng, giãy giụa bên trong hàn băng, cuối cùng bị một ngọn lửa thiêu đốt. Lần này lại đưa đến một sự ba động hơi nhẹ. Giống như một giọt nước rơi vào trong mặt giếng cổ vạn năm không gợn sóng. Sâu không vô tận, Liên minh Tu Tiên. Một cung điện chiếm gần nửa diện tích tinh cầu, một ánh mắt hơi mở ra, con người đen nhánh phát ra ánh sáng quỷ dị khó lường. Đồng thời đáy mắt còn sinh ra chuyển động cực nhẹ. Mặc dù mảnh vỡ đã bị hủy, nhưng lại khiến cho người nào đó trong Liên minh Tu Tiên chú ý. Cho dù biết, Hạ Thiên cũng không sợ, ngược lại còn có chút hưng phấn. Hắn lâu rồi không có nghênh đón một đối thủ có thể chiến một trận. Ngươi lo lắng như vậy, có phải có chuyện mà chúng ta không biết hay không? Ninh Nhụy Nhụy hoài nghi nhìn Tô Mộng Lệ. Ngoài trực giác ra, có lẽ Ninh Nhụy Nhụy vẫn luôn sinh ra cảm giác khó chịu như có như không với Tô Mộng Lệ. Cho nên, thỉnh thoảng nàng lại chọc Tô Mộng Lệ một câu, muốn nàng ta lộ ra chân ngựa. Đối với địch ý của Ninh Nhụy Nhụy, Tô Mộng Lệ tất nhiên nhận ra, nhưng nàng cũng không để trong lòng. Ninh Nhụy Nhụy chỉ là đang ghen mà thôi. Ta biết đích thật nhiều hơn các ngươi một chút. Tô Mộng Lệ thản nhiên nói, nhưng ta chưa thể nói cho các ngươi biết, ít nhất còn chưa phải lúc. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi cau mày, lạnh lùng nói, ta thấy ngươi không muốn nói mà thôi, lại còn lấy cớ như thế. Cũng không phải là lấy cớ. Tô Mộng Lệ lắc đầu, bây giờ nếu ta nói ra, các ngươi sẽ không tin, cho nên cũng chẳng mang lại hiệu quả gì. Thành ra, chờ sau khi các ngươi tự mình cảm nhận được dấu hiệu, các ngươi hãy đến tìm ta để hỏi. Hạ Thiên ngáp một cái, vậy là được rồi. Ta hoàn toàn không có hứng thú đối với mấy chuyện này. Ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Tô Mộng Lệ mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa. Được rồi, không còn chuyện của ta. Ta còn phải về Thiên Cung phục mệnh nữa. Hạ Thiên nói, muốn đi thì đi đi, chẳng lẽ còn muốn ta tiễn ngươi? Vậy ngươi tiễn hay không tiễn? Tô Mộng Lệ có chút mong đợi hỏi. Thế ngươi có biến hay không? Hạ Thiên không kiên nhẫn khoát tay. Ninh Nhụy Nhụy bỗng nhiên đứng lên, để ta tiễn ngươi. Ngươi! Tô Mộng Lệ quay sang nhìn Ninh Nhụy Nhụy, không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Ninh Nhụy Nhụy nhướng mày, cười nói, thế nào? Ngươi không thích à? Có đại mỹ nhân tiễn ta, tại sao ta lại không thích chứ? Tô Mộng Lệ mỉm cười, lập tức rời bước ra bên ngoài. Hạ Thiên cũng không muốn ngồi một mình trong phòng khách, như vậy hắn sẽ cảm thấy rất buồn tẻ, vì thế hắn cũng đứng lên, ở lại chán lắm, để ta tiễn ngươi luôn. Như vậy mới đúng chứ? Tô Mộng Lệ mỉm cười hài lòng, ta cứu ngươi, ngươi cũng đã cứu ta. Nói thế nào chúng ta cũng là sinh tử chi giao quen biết đã lâu. Tiễn ta một đoạn cũng đúng mà. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, ngươi cứu hắn, chuyện gì đã xảy ra thế? Hắn không nói cho ngươi biết sao? Tô Mộng Lệ cười nói. Hạ Thiên nói, trước kia, khi ta và Cửu Nha Đầu đến đảo Sương Nguyệt, nàng ấy đã cảnh báo ta và Cửu Nha Đầu. Thật ra, nguy hiểm đó cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương gì cho chúng ta. Nhưng nàng ta đã thích nói như vậy, vậy thì cứ để nàng ta nói.
vậy ta xem như ngươi đã nhận phần nhân tình này. Tô Mộng Lệ nghe xong, ngược lại vô cùng cao hứng, cho dù không làm được nữ nhân của ngươi, làm bạn của ngươi cũng không thành vấn đề. Ngươi muốn làm gì thì làm, Hạ Thiên từ chối cho ý kiến. Lúc này, ba người đã rời khỏi biệt thự. Được rồi, không cần tiễn nữa. Tô Mộng Lệ nói với Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, chúng ta tạm biệt nhau ở đây, sau này sẽ còn gặp lại. Nói xong, không đợi Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy có phản ứng gì, nàng ta giống như một đám mây bay đi xa. Này, mỹ nhân kia rốt cuộc là địch hay bạn vậy? Ninh Nhụy Nhụy nhìn đám mây bay đi, nhẹ giọng hỏi. Lời còn chưa dứt, mông của nàng đã bị một bàn tay đập xuống. Bốp! Ninh Nhụy Nhụy không kịp chuẩn bị, lập tức ôm chỗ bị đánh, quay đầu lại hung hăng trừng mắt với Hạ Thiên, tên sắc lang người dám chiếm tiện nghi của ta. Tiểu muội chân dài, ta đã sớm nhắc nhở nàng rồi, ta không phải này. Hạ Thiên bất mãn nói, nàng lại gọi sai, nhất định sẽ bị trừng phạt. Phương thức trừng phạt có rất nhiều loại, người nhất định phải lưu manh như vậy sao? Ninh Nhụy Nhụy lườm hắn một cái. Hạ Thiên cười nói, nhưng ta chỉ thích một loại này thôi. Ninh Nhụy Nhụy hừ lạnh một tiếng, người muốn chiếm tiện nghi thì cứ nói thẳng, cần chi phải tìm cớ trừng phạt ta. Hạ Thiên nói, tiểu muội chân dài, nàng rõ ràng đã phạm sai lầm, lại không thừa nhận mình sai, còn không chịu rút ra bài học, vậy nàng cũng đừng trách ta đánh nàng hai lần. Ngươi đừng có, a. À. Ninh Nhụy Nhụy còn chưa nói hết câu, mông của nàng lại bị đánh hai lần, đánh đến mặt của nàng đỏ lên, ngươi mà còn đánh nữa, ta trở mặt với ngươi. Hạ Thiên nghiêm túc nói, tiểu muội chân dài, nàng nên rõ ràng, là nàng phạm sai lầm, cho nên ta mới đánh nàng. Nàng nên thừa nhận sai lầm, sau đó ngoan ngoãn để ta đánh. Như vậy, nàng sẽ không bị truy cứu. Ngươi! Ninh Nhụy Nhụy tức đến mức ngực phập phồng không thôi, nhưng rất nhanh nàng đã nhịn xuống. Nếu còn dây dưa mãi, tên sắc lang chết tiệt đó nhất định sẽ tìm cớ khác chiếm tiện nghi của nàng, được rồi, lần này ta nhận. Hạ Thiên mỉm cười, bàn tay lại đưa tới Ninh Nhụy Nhụy. Ngươi định làm gì? Ninh Nhụy Nhụy bị dọa đến mức lùi lại hai bước, làm ra tư thái phòng ngự, vô cùng cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Tiểu muội chân dài, ta chỉ muốn giúp nàng xoa bóp một chút, phản ứng của nàng hơi bị quá khích rồi. Hạ Thiên có chút mất hứng. Ninh Nhụy Nhụy hung hăng trừng mắt nhìn hắn, bớt làm bộ đi. Không cần ngươi xoa bóp, tự ta sẽ làm. Phi, mà cũng không cần phải xoa bóp. Tóm lại, ngươi không được làm loạn. Gương mặt Hạ Thiên lộ ra vẻ tiếc nuối, cười nói, tiểu muội chân dài, nàng suy nghĩ nhiều rồi. Ta là người chính trực, làm sao có thể có mấy suy nghĩ loạn thất bát tao được. Nàng nghĩ oan cho ta rồi, nàng nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Ngươi không được làm loạn, ta đánh ngươi. Ninh Nhụy Nhụy phát hiện ánh mắt Hạ Thiên có chút không đúng, lập tức lui lại mấy bước. Tên sắc lang kia càng lúc càng càn rỡ, nàng khẳng định đánh không lại hắn. Chẳng lẽ nàng sắp bị ăn rồi? Đúng vào lúc này, từ đằng xa vang lên một tiếng gọi do dự, Nhụy Nhụy. Tiếp theo, âm thanh này lại lớn hơn mấy phần, hơn nữa giọng điệu lại càng thêm vững tin. Nhụy Nhụy, là ngươi thật rồi. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp vọt đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, là ta nè, ngươi không nhớ ta sao? Nghênh Hà đây, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau ở câu lạc bộ leo núi Quế Thành. Ninh Nhụy Nhụy nhìn nữ nhân hoạt bát trước mặt, nhanh chóng có ấn tượng, liền mỉm cười đáp lại, đương nhiên là nhớ rồi. Ngươi là người bạn đầu tiên mà ta quen khi bắt đầu học leo núi, Tạ Nghênh Hà, Hạp Tử. À, đúng rồi, là ta đấy. Tạ Nghênh Hà thấy Ninh Nhụy Nhụy nhận ra nàng, lập tức tiến lên ôm lấy Ninh Nhụy Nhụy, cười nói, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi thật sự càng lúc càng đẹp, giống như khi 17-18 tuổi vậy, đúng là hâm mộ chết đi được. Ninh Nhụy Nhụy rất hiếm khi gặp được bạn bè thoải mái. Người trước mắt là một trong số ít những người mà nàng cảm thấy không tệ. Mặc dù không có thâm giao gì nặng cho lắm nhưng khi trò chuyện cũng rất vui. Tha hương gặp bạn cũ, nói như thế nào cũng là một chuyện vui. Nhụy Nhụy, hắn là ai vậy? Ngươi không định giới thiệu một chút sao? Tạ Nghênh Hà đưa mắt nhìn Hạ Thiên, cười hỏi. Không đợi Ninh Nhụy Nhụy giới thiệu. Hạ Thiên đã lên tiếng, ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Ta là chồng của tiểu muội chân dài. Ngươi kết hôn rồi à?
Tạ Nghênh Hà không khỏi mở to mắt, đây chính là một câu chuyện bát quái kinh thiên, người kết hôn hồi nào thế? Vì sao lại không có bất kỳ tin tức gì? Ninh Nhụy Nhụy dù gì cũng có thân phận và địa vị trong giới thể thao. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ chấn kinh giới thể thao một năm tròn. Không có, người đừng nghe hắn nói bậy. Ninh Nhụy Nhụy chừng Hạ Thiên một cái, sau đó đính chính, hắn là bạn trai của ta. Ta còn chưa kết hôn. Trình độ chấn kinh của Tạ Nghênh Hà lúc này mới giảm xuống một chút. Lúc này, nàng ta vô thức đánh giá Hạ Thiên, phát hiện nam nhân kia chỉ bình thường không có gì lạ, dường như còn không xứng với Ninh Nhụy Nhụy. Nhưng nàng cũng không cho rằng Hạ Thiên không có ưu điểm gì, ngược lại còn cười nói, Hạ Tiên Sinh, người đúng là lợi hại, lại có thể theo đuổi được thần thoại trong giới thể dục chúng ta. Ta đương nhiên lợi hại rồi, vừa rồi ta cũng đã nói, ta là đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên đường hoàng nói, mặc kệ cái gì, ta cũng đều là thiên hạ đệ nhất. Võ công thiên hạ đệ nhất, y thuật thiên hạ đệ nhất, xuất khí cũng thiên hạ đệ nhất luôn. Thật ra, nàng ấy ngấp nghé xuất khí của ta, cho nên đã chủ động theo đuổi ta. Ninh Nhụy Nhụy nghe Hạ Thiên ở trước mặt nàng thêu dệt vô cớ, tức giận đến thiếu chút nữa muốn đánh người, ngươi đủ chưa? Ai theo đuổi ngươi chứ? Nếu không phải ngươi dây dưa ta, nói được một nửa, nàng liền ngừng lại. Bởi vì nói tiếp, nhất định sẽ phải lôi Y Tiểu Âm và A Cửu ra. Những chuyện khác quá phức tạp, thật sự không tiện nói với người ngoài. Ha ha ha, Tạ Nghênh Hà mỉm cười, vô cùng vui vẻ, Nhụy Nhụy, đã có người chỉ được ngươi rồi. Năm đó, không biết có bao nhiêu người theo đuổi ngươi. Công tử thiếu gia phú hào nhiều vô số kể, nhưng ngươi ngay cả một sắc mặt tốt cũng đều không có. Bây giờ ngươi có thể liếc mắt đưa tình với người khác. Quả nhiên là ngươi đã biết yêu rồi. Ninh Nhụy Nhụy cũng không giải thích, đồng thời cũng cảm thấy không cần phải như vậy. Tuy nhiên, nàng rất nhanh nhớ đến một vấn đề, Hạp Tử, tại sao ngươi lại ở đây? Nơi này là Hồ Thấm Nguyệt, địa bàn của Bạch Gia, trên cơ bản không mở cửa cho người ngoài. Ngoại trừ người Bạch Gia mời đến, hoặc một số phú hào thế gia có quan hệ bí mật với Tuyết Thành mới có thể vào. Theo nàng được biết, Tạ Nghênh Hà xuất thân rất bình thường. Cha mẹ đều là công nhân xí nghiệp nhà nước, hoàn toàn dựa vào cố gắng mới có thể tiến vào đội leo núi. Cho nên, nàng mới đặc biệt thích nữ tử này. Khi nàng vừa mới chuyển sang leo núi, nàng còn ở chung với nàng ấy hơn một tháng, có thể nói là rất vui. À, là vì... Mặt Tạ Nghênh Hà đột nhiên đỏ ửng lên. Nghênh Hà, tại sao nàng lại ở đây? Ta tìm nàng cả nửa ngày. Lúc này, một nam nhân cao lớn anh Tuấn mỉm cười bước đến. Mặt Tạ Nghênh Hà lại càng đỏ hơn, nhưng lại cao hứng khoác tay nam nhân kia, mỉm cười giới thiệu với Ninh Nhụy Nhụy, đây là bạn trai của ta, Hoa Hoành Chí, là người Hoa Gia Tuyết Thành. Hoa Gia? Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt, sau đó hỏi, Hoa Vạn Tử là gì của ngươi? Hoa Hoành Chí có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại tự hào nói, đây là anh họ của ta, gia chủ tương lai của Hoa Gia. Tại sao hai vị lại biết anh họ của ta? Không biết. Hạ Thiên nhếch miệng, cái tên ngốc đó đã chết. Vẻ tự hào của Hoa Hoành Chí đột nhiên ngưng lại, ánh mắt âm trầm nhìn Hạ Thiên, bầu không khí lập tức đóng băng xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 185.